Hello mọi người, phim hôm nay tóm tắt cho các bạn kể về một diễn viên hạng A luôn muốn người khác nhìn thấy bản thân hắn là kẻ tầm thường trong xã hội. Nhưng mà khi màn đêm buông xuống, giả tâm thật sự của tên này chính là ẩn núp và săn lùng những sự việc đen tối đang bị che giấu. Đó là lý do mà tựa đề là kẻ ẩn khuất trong bóng tối để săn lùng bóng tối. Để hiểu sâu hơn lý do và nội dung của phim, có lẽ chúng ta cần phải theo dõi video ngày hôm nay nhé. Bắt đầu nào. Tập 1. Nishino Akane là tiểu thư gia đình danh giá Nishino. Cô luôn tỏ ra thân thiện với tất cả mọi người xung quanh. Tên bạn bàn bên của cô là Kagano. Sáng nào gặp nhau cũng thấy thằng chả lờ đờ, học lực thì trung bình, thể thao cũng trung bình, nhan sắc trung bình. Thêm cái tật hay quên tên của cô dù ngồi cạnh nhau đã 3 tháng. Mỗi ngày trôi qua với cô gái này cứ như vậy. Cô luôn tốt bụng, thân thiện và giúp đỡ tất cả. Có lẽ vì muốn mọi người quên đi hình ảnh lúc trước của mình hồi cấp 2 là một vụ tai nạn bắt cóc nên là Nishino không muốn ai nhớ tới. Tan học, quản gia của cô đã bị chặn đánh và không thể liên lạc nên là Nishino đành đi bộ về. Thế là có hai tên lạ mặt đã bắt cóc tống tiền cô này. Từ đây chúng ta biết được quá khứ cô từng bị bắt cóc trước đó và bị tên đốn mặt lần trước do trò biến thái với nhiều hình ảnh đáng quên. Lần này tên đồng bọn của gã đô con kia cũng tính dở trò thì trên nóc nhà xuất hiện một kẻ chùm đầu với cái biệt danh là kẻ du côn phong cách. Dù ở đầu phim Nishino đánh giá tên này mọi thứ đều ở mức trung bình, nhưng ngay thời điểm hiện tại cậu ta có phản xạ rất nhanh khi mà phi dao vào tay của tên bắt cóc khi mà hắn có ý định định móc súng ra. Vẫn còn một tên nữa, tên này có vẻ khó nhằn vì hắn từng là quân nhân. Với thân hình và thể chất vượt trội thì kẻ du côn gặp bất lợi trong phương án tấn công. Hắn sử dụng dao để áp sát, lập tức từ khi nào thằng cha du côn đã có hai cái xà beng đáp trả, múa xà beng như múa côn. Từ đó, cậu ta có cái biệt danh anh hùng xà beng. Thì thể chất không lại, vậy thì để đập cái xà beng vô đầu coi thằng nào đi toan chứ nha. Và thế là kẻ du côn đã áp đảo lại được tên quân nhân. Nishino sau đó được cứu khỏi dây chói và không biết người bên mặt là ai. Bố của cô cũng đã lo liệu để vụ việc này không ai biết tới, nhất là giới báo chí. Còn Kageno sau khi giao lưu với một quân nhân thì cảm thấy bản thân mình vẫn chưa đủ điều gì đó. Có vẻ như tên này muốn thành chúa tể bóng tối nên đã rèn luyện bản thân bấy lâu nay. Nhưng mà cậu ta có vẻ đã nhận ra là con người có luyện tập cỡ nào thì cũng không thể bằng một quả bom hạt nhân. Và vài ngày sau, truyền hình đưa tin Kageno Minoru đã qua đời vì bị xe tải tông. Tập 2. Với ham muốn trở thành chúa tể và có thêm sức mạnh để vượt khỏi ranh giới của loài người, Kageno sau khi chết đã được chuyển sinh vào gia tộc Kageno. Đó là một gia tộc nam tước miền quê có chị gái là Claire và cậu được thừa hưởng danh hiệu ma kiếm sĩ. Có thể hiểu là những hiệp sĩ dùng ma lực để cường hóa cơ thể khi chiến đấu. Và tên của cậu ở thế giới này là Shiro Kageno. Ở buổi tập để thể hiện sức mạnh, nhìn qua pha chém đá thì người chị Claire luôn nổi trội và vượt bậc hơn em trai mình, xứng đáng là người kế thừa gia tộc. Nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Thằng quỷ nhỏ này tính khí nó kỳ cục lắm mà mình không giải thích được. Kiểu người tham vọng cao nhưng mà không bao giờ thể hiện bản thân bên ngoài. Bằng chứng là đến tối đó, nó như con người khác, dùng ma lực Slam War của bản thân để trừng trị đạo tặc. Nó có thể giết người không gớm tay, cơ thể cũng được bao bọc bởi một thứ gọi là Slam Body Suit. Kiếm chém vào như chém vào vũng bùn lầy nhớ không xi nhê cơ thể của thằng chả. Ký ức của kiếp trước thì nó vẫn được giữ á. Sau khi diệt xong đám đạo tặc, ngoài tiền bạc ra thì chủ tể bóng tối nhỏ của chúng ta có nhặt được một vật thể dị hợm đang bị bao bọc bởi ma lực bạo phát. Sau khi mang về nghịch thì thứ đó lại hóa thành một cô gái nhỏ. Thế là tên Kageno đã chém gió ra câu chuyện ta là chúa tể bóng tối. Còn cô bé kia chính là con cháu của ba vị anh hùng từng đánh bại ma thần Diabolo nên đã bị ế một lời nguyền. Rồi được đà chém gió, thế là hắn chém thêm đang có giáo đoàn Diabolo đang âm mưu trong bóng tối để hồi sinh ma thần. Chính vì thế sứ mệnh của thằng chả là ẩn trong bóng tối để triệt tiêu bóng tối. Với biệt danh là Shadow. Từ giờ họ sẽ gọi tổ chức hai người với cái tên là Shadow Garden. Còn cô bé tộc Eo kia sẽ được gọi với cái tên là Alpha. Đã 3 năm từ lúc gặp Alpha, Claire đã nhập học tại học viện ma kiếm sĩ Migar ở Vương Đô. Đến gần ngày lên đường thì người chị bị bắt cóc, còn cái biệt đội trẻ con này là do bà Alpha tìm về gọi là Thất Ảnh. Ở bên ngoài tòa nhà, biệt đội Thất Ảnh đã tàn sát hết lính canh và xâm nhập được vào bên trong. Tên thủ lĩnh dù đã cắn thuốc tăng cường ma lực nhưng mà vẫn chưa thể có lợi thế so với Alpha. Lập tức, hắn giọng kiếm xuống đất để tạo lối thoát. Alpha bảo hộ chị em không cần phải lo vì chúa tể đã chặn đầu sẵn. Thật ra là thằng cha kia bị lạc đường nên là không có đi chung với Thất Ảnh. Tình cờ sau tên thủ lĩnh trốn thoát lại chạy ra ngay chỗ của thằng chả đang đứng. Đúng là ngồi không cũng lùm lúa. Cả hai lập tức so tài kiếm pháp. Không biết sức mạnh từ đâu vì phim chẳng nói gì về quá trình rèn luyện của Kageno, chỉ thấy là tích tắc, tên thủ lĩnh đã bị bại chặn sau vài nhát chém. Claire trở về với tâm trạng bực bội nhưng mà lập tức lên đường nhập học. Còn nhóm Thất Ảnh đã nói lời chia tay với Shadow. Tập 3. Vốn dĩ Thất Ảnh rời đi là theo nguồn tin Alpha tìm hiểu được, giáo đoàn Diabolo là một tổ chức lớn, quy mô cấp thế giới nên là họ cần tản ra để điều tra thêm.
Khổ cái là cái đó được coi như là chuyện con nít do thằng quỷ nhỏ Shiro nó dựng lên chém gió mà thôi, vậy mà mấy bả tin như thật. Vài năm sau đó, Shiro đã được 15 tuổi và nhập học tại Học viện Ma Kiếm Sĩ Mega. Do chỉ là một gia đình nam tước miền quê nên là lên xì phố này Shiro chỉ như quần chúng, và cậu có hai người bạn hết sức quần chúng là Hiro và Zaga. Cả ba đã cá cược thằng nào thấp điểm bài thi chiều nay sẽ phải đi tỏ tình với thần tượng của học viện, chính là công chúa Alexia. Bao nhiêu quý tộc danh tiếng đều bị bả khước từ, và bài thi chiều nay thì tên Shiro này là kẻ thua cuộc. Hắn cũng chẳng muốn dính dáng hay là nổi bật gì nên là chọn cách tỏ tình nhút nhát với hy vọng là bà kia sẽ không có đồng ý. Và những câu tỏ tình của hàng trả đối với công chúa chính là em ăn cơm chưa, em tắm chưa. Ấy vậy mà không hiểu lý do gì mà bà Alicia lại chấp nhận cuộc hẹn hò này. Hai thằng bạn thì há hốc mồm, xa mặt lời. Thế là chỉ giờ ăn trưa hôm sau, tiếng xấu vang xa. Chuyện về một thằng ớt ơ con bà Bảy đầu hẻm nhà dì năm của Út, chú Út đã quen được công chúa thần tượng của cả trường. Chẳng những thế, bà này bà còn chủ động tiến gần ăn món của dân thường và ngồi cạnh Shiro. Hai thằng bạn thì kiểu biết thế qua tỏ tình bà nó cho rồi, nhiều khi hốt được ẻm rồi. Thư môn học sinh lớp cũ đẳng môn kiếm phái Bushin, Shiro được người tình giới thiệu lên lớp nhất đẳng để học chung với cô. Zenon là thầy của lớp nhất đẳng, chị của Alicia là Eric là người mạnh nhất học viện, nhờ tiếng nói của cô ấy mà phái Bushin trở thành một môn chính tông. Tại lớp học thì cuối cùng chúng ta đã biết lý do tại sao Alicia chọn cái thằng này. Đó là mượn Shiro để làm che mắt thiên hạ và làm cho ông thầy Zenon trong lớp nhất đẳng bỏ cuộc không thích bả nữa, dù họ đã có hôn ước. Alicia thì cũng biết Shiro cũng giả vờ tỏ tình do hai tên bạn đã nói ra hết bí mật giữa họ về vụ cá cược tỏ tình. Đáng lẽ cũng không muốn nổi bật gì nhưng mà khi thấy được vài đồng tiền vàng là tên Shiro này ngoan như cúng ngay. Muốn trở thành chúa tể bóng tối thì cũng phải có tiền để làm việc lớn nên là thôi thì đành chấp nhận vậy. Họ bắt đầu hẹn hò. Có những cử chỉ thân mật trước đám đông để giới thiệu rộng rãi về cả hai cũng như làm cho Zenon bỏ cuộc dù anh ta chẳng có khuyết điểm gì. Alicia thì có một tâm tư, cô phải luôn cố gắng để theo đuổi sức mạnh của chị gái mình, nhưng mà tất cả nỗ lực của cô khi mà nhận kết quả chỉ là mức kiếm pháp của người thường. Sau buổi chiều đi chơi chung hôm đó, sáng hôm sau khi đến trường, Shiro đã bị bao vây vì nghi ngờ liên quan đến việc mất tích của Alicia, bởi từ qua đến giờ cô chưa trở về ký túc xá. Tập 4. Alicia đã bị một tên nhà khoa học điên bắt giữ để lấy máu ma thần từ dòng tộc của cô. Mục đích ấp mở của hắn là hồi sinh ma thần gì đó. Bên này thì Shiro cũng no đòn trong phòng hành hình, mà mọi người đừng để hình ảnh bị đánh lừa nha. Dù chịu đòn thể xác như vậy nhưng mà theo dòng suy nghĩ của tên này thì hắn chỉ giả vờ la làng cho giống người thường mà thôi. Có vẻ cậu ta chẳng hề đau đớn gì về thể xác đâu. Eric đã bàn bạc với Zenon về việc sự mất tích của em gái mình. Cô muốn tăng cường thêm lực lượng để truy lùng dấu vết. Đã 5 ngày từ khi tra khảo Shiro nhưng mà vẫn không có thông tin, họ sẽ thả cậu và theo dõi thêm. Zenon cho rằng Shiro không liên quan và tin tưởng cậu ta. Eric dù lo lắng nhưng mà với cương vị người lãnh đạo, cô không thể trực tiếp hành động mà phải bình tĩnh điều hành mọi việc. Claire nghe em trai mình bị tra khảo cũng sôi máu muốn ra ngoài giải cứu, nhưng mà bị những người bạn khác giữ lại để tình hình không trở nên rối ren. Khi được thả ra, Shiro luôn bị theo dõi và cậu đã gặp được Alpha. Trời là trời, có dễ thương với sinh quá không chứ lì. Lý do ở đây là cô đã nhận được tình báo chúa tể gặp nguy hiểm nên là quay về. Alpha cho rằng kẻ bắt cóc công chúa Alicia là người của giáo đoàn Diabolo. Tính ra mấy bả giờ này vẫn nghĩ câu chuyện cha nội này dựng lên khi nhỏ là có thiệt luôn. Hội chị em cũng đến thành phố để chuẩn bị một màn ra mắt cho mọi người biết Shadow Garden là ai. Bù lại cái thằng chúa tể bóng tối tự xưng tích tiền bấy lâu nay, hóa ra là thằng chả mua ba cái đồ hoa mỹ để trưng trong phòng cho nó có cảm xúc diễn với ảo tưởng về cái chức danh chúa tể khi mà ra trận ấy. Thời khắc đã điểm. Tối nay chính là thế giới của bóng tối. Tổ chức Shadow Garden đã tập hợp được 114 người. Hay, cái thằng chúa tể nó nghe tới đây là giật cái mình. Diễn thôi mà cũng đông dữ. Tổng chỉ huy lần này là Gamma. Chỉ huy mặt trận vẫn là chị cả Alpha. Ngay lập tức, Shiro tìm gặp hai tên tra tấn mình và sự đẹp chúng. Sự đẹp ở đây là giết chết theo cách tàn nhẫn luôn á nha. Nhân vật phim của chúng ta theo hơi hướng phản diện tí á. Còn cái bà tóc xanh này là Beta, bà đứng sau để ghi chép sự ngầu lòi của chúa tể vô tập liên tục. Đúng là cha nội này thê toàn diễn viên làm lính dưới trướng không? Bên ngoài thì Delta cũng tàn sát tưng bừng tòa nhà đang giam giữ Alicia. Tên nhà khoa học thấy tình thế bất lợi khi lại bị Shadow Garden phá đám, nên là hắn đã dùng thuốc chế từ máu của Alicia để tiêm cho con vật kế bên. Sức mạnh lẫn kích thước của nó tăng lên đồng thời cũng tiễn thằng chả đi xa. Thế nhưng nó lại giải cứu cho Alicia ngay sau đó. Và người thuê tên điên ấy để thí nghiệm chính là Zenon. Hắn muốn nghiên cứu dòng máu ma thần của Alicia, sau đó dâng lên hội bàn tròn để lấy một trong 12 chiếc ghế của hiệp sĩ cấp cao nhất của giáo đoàn. Lúc đó, hắn sẽ có danh vọng, tiên tài và quyền lực. Dù Alicia đã dùng đến ma lực tạo ra hào kiếm, cường hóa cho đường kiếm nhưng mà không thể địch lại Zenon.
Ngay lúc này, kẻ khoác lên màu áo đen tuyền, Shadow, kẻ lẩn khuất trong bóng tối để săn lùng bóng tối đã xuất hiện. Tập 5, sự xuất hiện của Shadow làm cho tên Xenon cười thầm. Hắn cũng đang tính tìm kiếm tổ chức Shadow Garden để lấy thủ cấp, lập công trên con đường thăng tiến cho chiếc ghế hội bàn tròn. Xenon nhanh chóng lướt tới. Chúa tể tự xưng chỉ nhẹ nhàng lướt qua và nói mang thủ lĩnh tụi bay đến đây, mặc dù Xenon chính là kẻ đứng đầu trong vụ này. Quái vật thí nghiệm bên ngoài đang tấn công điên cuồng vào quân đoàn, không ai có thể chống cự lại sức mạnh công phá của nó. Công chúa Iris tận dụng vị trí canh chuẩn khoảng cách từ bên hông nhảy tới và chém đứt tay nó, nhưng mà con quái vật có thể phục hồi lên nguyên trạng ban đầu. Cô tiếp tục dùng ma lực cường hóa để chém nó tới tóc, không cho quái vật thời gian hồi phục. Bất chợt, Alpha xuất hiện và nói rằng làm vậy chỉ làm nó chịu nhiều đau đớn. Iris chỉ nên làm khán giả đứng một bên để màn trình diễn lại cho cô. Lập tức từ trên cao với một đường kiếm sắc bén, Alpha đã hạ gục con quái và đưa nó về thân xác ban đầu là một cô gái. Qua chiếc vòng cổ có thể biết cô ta là con của tên thủ lĩnh hôm trước tổ chức Shadow Garden từng tiêu diệt. Ngay sau đó, Alpha cũng đã rời đi trong làn khói. Bên này, dù là một người thầy đứng lớp nhất đẳng phái Bushin, nhưng mà đường kiếm mà Shadow sử dụng cũng như Alicia là đường kiếm thường dân lại có thể đả bại hắn ta. Chính điều đó làm cho Alicia nhận ra dù nền tảng cơ bản nhưng mà chỉ cần tin tưởng vào năng lực của mình thì không có gì phải rụt rè và tự ti so với người chị Iris của mình cả. Xenon thấy không phục khi mà bản thân là một kẻ mạnh đang tăng tiến lên chiếc ghế hội bàn tròn loại khuất phục trước kẻ vô danh trong bóng tối như Shadow. Thế là hắn liền cắn kẹo để gia tăng sức mạnh. Thôi, diễn nhiêu đó đủ rồi, để chúa tể bóng tối ra đây trình diễn sức mạnh ra mắt cũng như là cho các ngươi biết sự chênh lệch nằm ở đâu. Ma thuật tối thượng được Shadow thi triển tạo ra xung kích bao phủ của một khu vực rộng lớn với nguồn ma lực tối thượng khổng lồ khiến ai chứng kiến cũng phải sững sờ tuyệt vọng. Thức ảnh thì chiêm ngưỡng năng lực của chủ nhân như một sự tự hào về tổ chức. Lý tưởng của Shadow là không ngừng mạnh hơn đến ngưỡng bom hạt nhân. Nếu ở kiếp trước sức mạnh của con người không đạt đến ngưỡng năng lượng đó thì ở lần chuyển sinh này Shadow sẽ biến bản thân mình thành một quả bom hạt nhân như vậy. Đó là sức mạnh mà hắn ta đang nhắm tới. I am Voldemort. Ủa nhầm rồi. I am. Đùng, khung cảnh còn lại chỉ là một vùng trời hoang tàn sụp đổ. Shadow biến mất và Xenon đã chết. Iris gặp lại được Alicia và cô em cũng bớt tự ti hơn sau khi chứng kiến những đường kiếm thường dân của Shadow. Sau đó, cô đến trường gặp lại Shido và muốn tiếp tục mối quan hệ với thằng chả vì trước đó trên chuyến xe lửa trong buổi đi chơi, Shido đã nói là thích đường kiếm của cô, nhưng mà không có chuyện đó đâu nha bà nội. Một kẻ thường dân như ta không muốn nổi trội, thế nên là thằng chả lập tức từ chối lời đề nghị. Họ chị em thất ảnh đã họp lại với nhau để tường lại giai đoạn đầu tiên của họ khi cho thế giới biết Shadow Garden là ai. Vẫn còn hai người khác đang có nhiệm vụ riêng bên ngoài của mình. Cùng lúc đó, tổ chức của họ cũng đã có kẻ bắt đầu mạo danh để giết người giấu tay. Eric sau vụ Xenon đã lập một quân đoàn mới với hai người cô tin tưởng để bắt đầu điều tra về giáo đoàn Diapolo. Tập 6. Trong các con hẻm tối, tổ chức đang giả danh Shadow Garden đang lộng hành giết người bừa bãi. Sau sự kiện Xenon, Iris đã thu thập được một cổ vật của giáo đoàn Diabolo. Cô đã nhờ đến Sari Panic nghiên cứu giùm. Cô gái tóc hồng này là người nổi danh bậc nhất vương quốc về trí tuệ. Hồng sắc hiệp sĩ đoàn sẽ bảo vệ Sari trong quá trình nghiên cứu. Quay lại cuộc sống che giấu danh phận của chúa tể thường dân diễn viên hạng A anh hùng Saben, thì hôm nay hai thằng bạn báo đời của Shido rủ cậu ta đến xếp hàng tại một trung tâm mới để mua quà tặng gái lấy le. Có điều là phải xếp hàng 80 phút hơi chào á nha. Bỗng dưng Shiro được tiếp tân mời riêng vào bên trong để làm đánh giá giúp họ cho cái cửa hàng này. Cứ thế mà đi bỏ rơi lại hai thằng bạn khốn khổ xếp hàng muốn sụi bại cái chân. Khi vào trong thì Shiro mới biết đây là trung tâm của Gamma. Cô gái này về trí tuệ có thể là đứng nhất trong hội chị em thức ảnh, có điều là về thể chất chân tay thì hậu đậu một tí. Khi nhỏ cô có nghe Shiro nói về sô-cô-la nên là đã dùng trí tuệ của mình kinh doanh và mở ra trung tâm mua sắm này. Tiền bạc huy động liền có thể có tới được 1 tỷ. Tính ra thuộc hạ thì kiếm tiền tỷ, vậy mà mang danh chúa tể lại đi ăn cắp vặt vài đồng vàng lẻ, coi có chịu nổi chưa kìa. Coi nó đang ăn cắp tiền kìa. Tiền của người nhà mà cũng không tha nữa. Chúa tể kiểu này là bần hèn quá rồi ông nội ơi. Nói vậy còn không ngại miệng xin thêm vài hộp sô-cô-la nữa. Bỏ tay luôn. Cô gái tiếp tân tên là Nu, một người được chị Alpha thu nạp về và rất được việc. Trên đường về, Shido cảm nhận được có kẻ đánh nhau gần đó nên đành khóc lóc bảo hai thằng bạn tôi bay về trước đi. Tự nhiên tao buồn ẻ quá. Vậy là giữa giờ giới nghiêm của trường và sự tôn nghiêm của thằng bạn mình, thế là hai thằng kia quyết định bỏ về để cho thằng bạn mình không bị ai nhìn thấy. Giải quyết xong hai thằng thường dân đi chỗ khác thì Shido đã gặp được Alicia đang đánh nhau với mấy tên giả mạo Shadow Garden. Lực lượng của bọn chúng hơi đông nên là Shido đã xuất hiện trợ giúp và dặn dò Alicia đừng dính vào vụ này. Những tên bỏ chạy nhanh chóng bị giết và một tên thì bị Nu bắt giam điều tra thông tin. Những kẻ mạo danh dần lộ mặt với một kẻ bí ẩn trong lớp giáp sắt.
Herrick thì muốn đối đầu với cả giáo đoàn Diabolo và cả Sorrow Garden vì cô không cho phép ở đất nước này có bất kỳ ai tự tung tự tác trong cuộc nói chuyện với Alessia. Còn về hai thằng bạn của Shido thì cũng lần lượt đem sô-cô-la hôm qua cậu xin xỏ Gamma đem tặng gái lấy le. Khổ hơn cái là một thằng thì tặng cho nhỏ đã có bồ, còn thằng kia thì theo dõi người ta quá nên là bị xem là kẻ biến thái. Thôi, còn một hộp thì thằng chả tặng đại, tặng sau dính ngay bà Sari nhút nhát con gái hiệu phó học viện học thuật Mika. Kiểu này là chúa tể của chúng ta lại sắp dính vào những người nổi bật nữa rồi. Không biết là có ẩn danh được bao lâu nữa đây. Tập 7. Tặng quà thả thính vô tư quá ăn chi để giờ con bé nó không nghiên cứu nữa, ngồi cả ngày thẫn thờ về hộp kẹo chưa ăn một viên nào luôn kìa. Mà tính theo tuổi thì bà này vai chị khóa trên của Shido đấy, chúa tể có gu nổi trội dữ ấy. Quay lại trường học thì Nu cũng đã đội lớp học sinh vào đây để báo cáo cho Shido về những gì cô điều tra được từ tổ chức mạo danh kia. Hầu hết những kẻ giết người đều bị tẩy não, bọn chúng được gọi là quân tiên phong Children Turk của giáo đoàn Diabolo. Trong số đó, những tên Children Turk mà giữ được bản tính không điên loạn thì sẽ được đặt tên. Hiện trong thành phố có một kẻ như thế và biệt danh của hắn là trò chơi phản nghịch Dress. Đã muốn sống ẩn giật thế mà hai thằng bạn của Shido lại đăng ký cho thằng chả tham gia thể hiện bản thân ở đại hội kiếm thuật với mục đích là nếu thắng thì sẽ có hai ba em để ý. Đúng là tao lạy tụi bay luôn đó, quái cái trưởng thì chứ, ai mượn. Thôi, bị đăng ký rồi thì để diễn sâu một tí vậy. Đối thủ của Shido chính là hội trưởng hội học sinh Ro Oriana, cũng là công chúa của vương quốc nghệ thuật. Ở ban ngày thì mấy bạn đừng có hy vọng thằng này nó thể hiện gì hết nha. Sau đây là những màn diễn sâu của nó để cho người ta thấy bản thân nó yếu hèn mờ nhạt cỡ nào. Nào là giả bộ tấn công rồi cắn bịch máu giả vào miệng sau đó phun ra cho giống xuất huyết. Có điều là bà kia đánh kiểu gì thì thằng chả cũng chấp nhận dính đòn rồi đứng lên. Tới khi đối thủ tôn trọng và bắt đầu nghiêm túc dồn man lực vào đòn đánh thì trọng tài đã can ngăn Shido lại và công bố người thắng cuộc là Bro. Chưa để nó diễn sâu một hồi nữa, nhiều khi con bé kia bại trận vì kiệt sức quá chứ thằng chả làm gì biết đâu về thể xác đâu. Còn về Sari, sau khi suy nghĩ đắn đo thì cô cũng đã ăn thử một viên sô-cô-la. Cô cũng đã gặp gỡ Shido để tặng lại bánh quy và ngỏ ý bắt đầu mối quan hệ cả hai từ bạn rồi tìm hiểu thêm. Cha cô ấy ở trong quan sát và ra trò chuyện nhờ cậu chăm sóc đứa con gái ít ngoại giao này của mình. Thôi thấy bà rồi, tự nhiên giờ làm bạn với con gái hiệu phó thì có hơi nổi trội quá hay không đây? Tớ thì tạm thời chấp nhận rồi tìm cớ để tránh né vậy. Sari sau đó cũng tìm đến Alessia để hỏi về mối quan hệ giữa cô và Shido. Alessia thì mỉm cười nói họ chia tay rồi, với trước đó họ chỉ giả vờ quen nhau thôi. Nghe đến đây bà Sari khoái khoái thế là kể, dạo này tôi với Shido mới quen nhau đang tìm hiểu ABCXYZ. Không biết có tình ý gì không mà bà Alessia nổi máu ghen điên cuồng ra mặt ấy. Không biết là có thành chúa tể bóng tối không chứ thấy sắp thành chúa tể sát gái rồi nha. Sau 5 ngày giả bộ nghỉ bệnh khi mà bị thương trong hội giải, Shido đã đi học trở lại. Trong lúc Ro đến thông báo kế hoạch hội phụ huynh thì trường họ đã bị tổ chức mạo danh Sorrow Garden tấn công. Chúng đã dùng một kết giới để phong ấn ma lực khiến cho Ro không thể sử dụng sức mạnh vào kiếm của mình. Trong lúc nguy hiểm, Shido đã lấy thân mình đỡ nhát chém của bọn mạo danh dùm Ro. Tập 8. Lý do Shido đỡ nhát chém chí tử dùm Ro chẳng phải là màn anh hùng cứu mỹ nhân hay gì đâu cả nhà. Lý tưởng của thằng chả luôn luôn là quân chúng thì chết trước. Chỉ vậy thôi. Tất cả học viên đều bị dẫn đến hội trường lớn để chúng dễ kiểm soát. Khi tất cả đã đi thì cũng đến lúc vở diễn hạ màn. Shido đã kích tim trở lại sofa chơi ngu ngần tim 10 phút để giả chết. Thằng này phải là diễn viên hạng A chứ chúa tể gì trời. Dù vì phong ấn ma lực nhưng mà với Shido có vẻ là không ảnh hưởng là mấy. Sari cũng dần tìm ra được bí mật về món cổ vật. Tên Red đã đột nhập và tấn công Hồng lấy lại món đồ ấy. Hai hiệp sĩ dưới trướng Eric đã cầm cự giúp cô trốn khỏi đó. Vì còn là ban ngày nên là chúa tể Shido chưa thể lộ diện. Thằng quỷ này nó phải canh trời tối, thiên thời địa lợi ánh sáng không gian thì mới chịu xuất hiện như kiểu sao hạng A này vậy đó. Đúng là bó tay. Để câu giờ tới lúc đó thì cậu ta đã bắn tỉa vài tên trong bọn mạo danh để giết thời gian. Bà Sari này trốn kiểu gì mà đi đến đâu cũng đều bị phát hiện, hên là cha Shido luôn ở bên cạnh để tiêu diệt bọn nó nên là mới có thể từ từ trốn được. Sau đó thấy bà hầu đầu quá nên là Shido xuất hiện đưa vào phòng trò chuyện cho tịnh tâm. Món cổ vật mà bọn mạo danh đang dùng để phong ấn ma lực được gọi là con mắt tham lam. Nó sẽ hút ma lực trong phạm vi hoạt động. Còn thứ Sari đang giữ chính là cổ vật có thể hóa giải con mắt đó, phá bỏ kết giới. Giờ bà chị này cần phải lấy một vài dụng cụ ở trong phòng thí nghiệm thì mới có thể kích hoạt cổ vật. Thế là Shido nhận vai trò tiên phong đi trước, dẹp hết mấy tên cản đường, kể cả tên Red. Không có pha đánh đấm ngầu lòi ngang tài nào cả ở đây cả, tất cả đều bị giết một cách nhanh gọn lẹ. Khi lấy vật dụng cho Sari, Shido đã gặp được Nu. Cô đã báo cáo tình hình Shadow Garden đã mai phục sẵn bên ngoài chờ lệnh từ ngài. Nhưng cả bọn cũng đều bị hạn chế ma lực khi ở trong phạm vi phong ấn. Cả đội quân bên ngoài của Iris cũng bị như thế, nên là họ sẽ chờ đợi thêm để quan sát. Tranh thủ Shido cũng nổ về cách để phá giải phong ấn,
mà tất cả là do Seri nói chứ thằng chả chỉ được chém gió mà thôi. Vậy mà Nu nghe xong trầm trồ khen ngợi, đúng là chi thức của chúa tể bóng đêm, đỉnh quá ngài Shadow ơi. Cái này có phải gọi là cướp công trên dàn mướp không đây ta? Tập 9. Sau hồi thử nghiệm thì Seri có thể kích hoạt cổ vật khắc ngợi con mắt tham lam. Cô sẽ một mình đi vào lối tắt trong phòng để xuống bên dưới tiếp cận con mắt và vô hiệu hóa nó. Seri lần theo lối mòn tiếp cận được đến gần tên chỉ huy. Khi hắn lấy con mắt tham lam ra để quan sát thì cô đã kích hoạt cổ vật ném nó về phía con mắt, đồng thời gỡ bỏ phong ấn. Ro chớp lấy thời cơ phản công và dẫn dắt mọi người trong học viện tấn công kèm theo việc bảo vệ cho những học viên bên học viện học thuật rút lui. Đây cũng là lúc cho diễn viên hạng nặng xuất trận. Bọn ta, kẻ lẩn khuất trong bóng tối để săn lùng bóng tối. Tổ chức Shadow Garden Rail đã xuất trận. Tên chỉ huy đã kích nổ và thiêu cháy khu vực trong trường và lẩn trốn đi. Có vẻ hắn rất rành rò các mật đạo trong trường. Khi Shadow lần theo thì tên giáp sắt không ai khác chính là cha của Seri, phó hiệu trưởng Lutheran Panet. Hắn từng là kẻ đứng trên đỉnh cao kiếm đạo, cho đến khi tuổi tác bệnh tật là rào cản sức mạnh, hắn đã lợi dụng mẹ của Seri để nghiên cứu về con mắt tham lam hòng chiếm đoạt sức mạnh. Nhưng bà ta cho rằng con mắt tham lam là món vật nguy hiểm cần đưa cho quốc gia. Chính vì thế, hắn đã ra tay sát hại bà tàn nhẫn và nhận nuôi Seri để cô bé tiếp tục nghiên cứu về món cổ vật này cho hắn ta. Khi trao đổi kiếm thuật thì Sido đã bị hất văng ra khỏi cửa kính rơi xuống, nhưng đó cũng chính là tiền đề để Shadow diễn viên xuất trận. Khi gặp Shadow, Lutheran biết không thể địch lại nên đã dùng sức mạnh từ cổ vật để tăng cường ngay từ đầu. Cơ bắp, sức trẻ dần phục sinh trong hắn ta. Dù vậy nhưng mà có chém tới tấp hay là liên hoàn thì mang danh chúa tể dễ gì bại trận. Với những tội danh giả mạo mà Lutheran đã gây nên trên danh nghĩa Shadow Garden Fake thì cả thế giới sẽ bắt đầu chống lại tổ chức của Shadow. Nhưng với mục tiêu ban đầu, Shadow Garden không phải là công lý cũng chẳng phải là tà ác. Chúa tể bóng tối chấp nhận đối đầu với cả thế giới nếu bọn chúng đụng tới con đường mà họ đang đi. Ngay sau đó, Shadow kết thúc lão già khốn khổ theo như cách mà hắn đã đâm chết mẹ của Seri. Và cảnh tượng đó Seri cũng tận mắt chứng kiến dù cô không hề biết sự thật về kẻ cha nuôi tàn ác này. Chúa tể bóng tối không giải thích về sự thật cũng như là biện minh, sau đó hắn rời đi. Cậu ta chấp nhận là kẻ thù để cho bà chị này có thể giữ được những gì đẹp đẽ trong ký ức về người cha thân yêu của mình. Đó là lý tưởng của kẻ đứng trong bóng tối, tiêu diệt bóng tối. Trường bị tàn phá nghiêm trọng nên là tất cả sẽ được nghỉ hè sớm. Seri sẽ đi du học vì nơi đây không còn gì để níu giữ bà chị này lại. Bà cần thêm nhiều tri thức để có thể làm gì đó, có thể là trả thù cho gia đình của mình. Cuộc chia ly giữa hai người họ cứ thế lạnh nhạt diễn ra. Có lẽ cô bé cũng cần một lời kêu gọi của Sido nhưng mà cậu đã không làm như vậy. Sự thật, một lúc nào đó sẽ bại lộ. Liệu tình cảm lúc đó sẽ tiếp tục hay là sẽ trở thành kẻ thù trong tương lai? Để sau này tính. Tạm biệt Sido. Tập 10. Hai cái bà Beta và Epsilon rảnh quá, gặp mặt nhau là đọ nhau về phụ tùng để coi ai là người gần đây được chủ nhân để ý tới. Trong lúc căng thẳng thì Nu đã mang lệnh từ Alpha tới. Alicia cùng Eric thì đi tậu đồ để chuẩn bị đến tham dự lễ hội thí luyện nữ thần của giáo đoàn. Có điều không biết bà Alicia này tậu đồ lót để làm gì, chắc là để thằng diễn viên rồi đó nó ngắm. Sau sự kiện vừa rồi, Ro tìm thấy Shiro trong khu vực dị thương và mừng rỡ khi cậu còn sống. Giờ thì chúa tể xác gái, anh hùng xà beng, diễn viên hạng nặng của chúng ta đã thả câu dính thêm được cái bà Ro này. Theo thư của Alpha thì Shido sẽ đến thánh địa giáo đoàn của tôn giáo để điều tra bí ẩn tại đây. Sẵn thế nên là bà Ro cũng dí xét xét vào thằng nhỏ mấy ngày, đến tối mà cũng rình mò qua ngủ chung, có điều là thanh niên kia luôn ẩn né. Sau bao ngày thì cặp đôi mới nhú ra đến thánh địa Limbrum. Tại đây họ gặp Beta trong thân phận nhà văn nổi tiếng Natsume, mà mấy cái văn bảo viết toàn là Shido kể lại từ kiếp trước, này là gọi đạo văn nè. Alpha vẫn đang trong quá trình điều tra về những bí mật chưa phơi bày của giáo đoàn tại nơi đây. Tất cả đều liên quan đến câu chuyện chém gió khi nhỏ của Shido về ba vị anh hùng tiêu diệt ma thần Diabolo. Giờ câu chuyện chém gió ngày nào dần dần thành thật khi mà các bí mật đen tối dần hé mở. Tập 11. Theo lời tư tế chủ trì lễ hội, năm xưa nữ thần Beatrix đã ban sức mạnh cho anh hùng Olivia để đánh đuổi ma thần Diabolo. Vì anh hùng đó đã chặt đứt được cánh tay trái của ma thần đem phong ấn trong thánh vật. Giờ đây, các chiến sĩ từng chiến đấu với Olivia trong thánh vật sẽ xuất hiện khi gặp người xứng đáng để giao đấu với họ. Ai có thể chiến thắng sẽ nhận được huy hiệu chứng nhận, kèm theo đó là sẽ được nhiều đoàn hiệp sĩ chiêu mộ. Kiểu này giống như là ai xứng đáng thì sẽ chịu hồi được hồn ma và đánh lộn với nó vậy ạ. Lần lượt từng người bước vào khu vực kết giới để nghênh chiến nhưng mà không ai gặp được các chiến binh cổ xưa. Rồi không hiểu ai đăng ký cho thằng cha Shido này tham gia mà tới lượt đọc tên ổng cũng lặng người. Sống ẩn gì mà toàn bị lôi vô mấy cái nơi nổi trội không vậy? Thôi thì để mọi người quên đi một kẻ thường dân, bắt buộc Shadow phải lộ diện. Người nghênh chiến với cậu là Aurora, phù thủy, tai ương. Tương truyền sức mạnh của cô ta từng xém hủy diệt thế giới.
thấy luyện nữ sẽ gọi ra đối thủ xứng tầm với người khiêu chiến, có nghĩa là tên Sado này cũng có sức mạnh hủy diệt thế giới như cô phù thủy kia. Cả hai như tìm thấy niềm vui khi mà cảm nhận được kẻ địch phía trước, mũi kiếm và chiêu thức sẽ là ngôn từ giúp họ trao đổi với nhau. Ma lực của Aurora tạo thành những đường máu giăng chằng chịt như mạng nhện tấn công thẳng vào hướng Sado, nhưng nhiêu đó là không đủ vì có thể sức mạnh của cô ta cũng đang bị phong ấn phần nào. Chú thể diễn viên kết thúc đối thủ của mình bằng pha lạng lách, sau đó lao trực diện và tung cú chém chớp nhoáng. Khi trận đấu kết thúc, một kết giới đỏ to lớn xuất hiện báo hiệu những bí mật sắp được phơi bày về giáo đoàn. Tập 12. Kết giới đỏ ấy tựa một cánh cổng đưa tất cả vào không gian của thánh vực, nơi chứa đựng những dòng ký ức của sự thật. Lần lượt Sido, hội chị em Alpha, Pro, Alessia, cả tên tư tế cũng bị bắt ép vào trong. Tại đây chúng ta biết được bí mật kinh hoàng của giáo đoàn. Bọn chúng đã nghiên cứu trên những đứa trẻ nhằm tăng sức mạnh cho chúng để đánh bại Diablo vào thời tháng năm đó. Những đứa trẻ không thích nghi được sức mạnh ấy đều chết, trừ Olivia vì anh hùng mà chúng ta ca tụng, hóa ra lại là một cô bé gái tộc Elf. Thứ bọn chúng cấy lên những đứa trẻ là tế bào của ma nhân. Sau khi thích nghi, Olivia đã được giao cho một nhiệm vụ không phải là tiêu diệt Diablo mà là thu thập tế bào của hắn ta. Giáo đoàn đã nghiền nát cánh tay trái bị cắt của Diablo để lấy từng mẫu máu thí nghiệm với ý định là lấy được sức mạnh của Diablo. Và những viên kẹo mà mấy tên đầu phi mai cắn chính là sản phẩm lỗi của giáo đoàn. Chúng tiếp tục thử nghiệm và tạo ra được giọt Diablo, nghe bảo là sẽ trẻ mãi không già và có sức mạnh cường đại. Đó là những gì lão tư tế Nelson đã che giấu. Nhưng nhược điểm của giọt Diablo là mỗi năm cần phải uống một lần để duy trì sức mạnh cũng như là sự trẻ hóa. Tuy nhiên, chúng chỉ có thể tạo ra được 12 viên mỗi năm. Trùng hợp thay, 12 viên này lại vừa khích cho 12 tên hiệp sĩ bàn tròn danh giá. Đây không biết phải là ngẫu nhiên hay không. Đến hiện tại, giáo đoàn vẫn chưa thể hoàn thiện được giọt Diablo, nên là bọn chúng cần cơ thể của ma thần đang bị phong ấn và con cháu của các anh hùng thời đó vượt qua được thí nghiệm cấy tế bào, hay dễ hiểu hơn là những người có huyết mạch gần với Olivia như Alpha. Tư tế Nelson chính là hiệp sĩ bàn tròn thứ 11. Dù bị Delta đâm xuyên người nhưng mà hắn vẫn tái tạo và phản công. Ở vùng không gian trong khu thánh vực này, hắn đã chia tách nhóm người Alpha ra nhiều khu vực để dễ thảo phạt. Liệu Alpha và mọi người sẽ đối phó với tên hiệp sĩ bàn tròn thứ 11 này như thế nào? Và cô gái Aurora Mashiro vừa cứu trong thánh vực có vai trò gì? Có lẽ chúng ta cần phải đợi tới video lần sau để hiểu rõ thêm về tất cả sự việc. Giỡn thôi, tiếp nè. Tập 13, ở trong vùng thánh vực này, lão tư tế Nelson có thể dễ dàng dùng năng lực tạo ra nhiều bản thể. Dù là thế, Delta với cơ bắp điên dại của mình lao theo bản năng hoang dã của tộc người thú triệt hạ từng bản thể. Có điều là khi càng gần trung tâm thì sức mạnh của Nelson được tăng, còn những người khác thì ngược lại. Aurora cùng Sido tiếp tục dẹt vào vùng ký ức của Aurora còn nhỏ. Họ vẫn sẽ phá vỡ vùng không gian này bằng cách là tấn công chủ thể ký ức chính là Aurora khi nhỏ. Tuy là vùng ký ức của mình nhưng cô phù thủy vẫn rất mơ hồ về những hình ảnh trong đây. Khi họ tính phá vỡ không gian này thì những sinh vật bên trong bắt đầu tấn công cả hai như để bảo vệ vùng ký ức của chúng. Cả hai đều không thể dùng được ma lực do đang ở gần trung tâm. Nhưng với thể chất của Sido thì cũng dạng châu bò nên là mấy bọn kia đều nằm la liệt. Sau đó họ đã đến được trung tâm. Bên mặt trận Delta thì bà người thú này như phát điên với sức mạnh không tưởng. Cả trăm tên Nelson đều bị đập tan tành bởi thanh kiếm to tổ chản từ sức mạnh của cô ta. Aurora cho rằng hạnh nhân ma lực ở nơi này nằm bên trong cánh cửa bị xích. Nếu phá được nó thì có thể thoát khỏi thánh vực. Có thể thanh kiếm đang cắm xuống tại đây có thể phá vỡ được xiềng xích cùng cánh cửa nhưng nó lại không thể rút lên được bởi Sido. Sau khi Delta đánh bại 100 phân thân của Nelson, họ đã thoát ra khỏi được vùng thánh vực trắng và gặp tên chủ thể. Sợ xón ra quần nên là hiệp sĩ bàn tròn đã dùng tuyệt chiêu chính là triệu hồi anh hùng Olivia để tấn công bọn họ. Nhóm của Epsilon đã chụp được những thông tin có thể giúp cả bọn ra khỏi đây, cũng như là lần tới có thể tự do vào nơi này nên là Alpha quyết định là sẽ rời đi. Tên Nelson thì sẽ không đuổi theo do nếu ra khỏi khu vực này hắn sẽ bị giảm ma lực. Vậy nên Nelson cùng Olivia đã đến trung tâm để tiếp đón Sido cùng Aurora. Hắn nói sẽ tha mạng cho Sido nếu như Aurora tiếp tục cùng hắn thí nghiệm. Nhưng cô phù thủy lại vẫn rất mơ hồ về những gì tên Nelson đang nói. Olivia rất mạnh, cô ta chỉ tuân theo lệnh của hiệp sĩ bàn tròn như một vật thí nghiệm và liên tục tấn công dồn dập Sido. Khả năng chiến đấu ấy làm Sido cực thích thú và chỉ chớp nhoáng, anh hùng Olivia đã xuất hiện rồi đâm từ sau xuyên tim của Sido. Tập 14, Nelson thì tự đắc cho rằng thằng này chết chắc, mà đâu ai biết nó là diễn viên hạng A Hollywood. Quả tim đã được Sido sửa cho nhích sang một tí nên là Olivia không có đâm trúng tim. Đồng thời, cậu xoay người siết cổ không chế Olivia lại, xẹt. Máu không là máu, vậy là đi đời anh hùng số 1. Bấy nhiêu đó vẫn chưa phải là tất cả của cuộc thí nghiệm.
Nelson đã chịu gọi rất nhiều bản thể Oliver và tiếp tục tấn công Siro. Nhưng mà kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây là hết. Tại khu thánh vật này, nếu ma lực được tạo ra sẽ bị hút đi. Nhưng anh diễn viên nhà ta đã tụ ma lực lại thành một khối để không thể hút nổi. Nên giờ đây đã đến lúc chúa tể bóng tối trình diễn. Giờ chơi đã hết. I am always atomic. Vẫn lại là vụ nổ ma lực khủng khiếp bao phủ bởi ánh sáng tím đó. Có một vùng thánh vật, chắc con kiến cũng chết nói chi là hạnh nhân. Cả hai nhờ đó mà thoát ra. Vì vùng thánh vật đã biến mất nên là Aurora cũng dần tan biến do cô chỉ là hình thể ký ức từ bên trong đó. Alicia, sau bao nhiêu sự việc, cô không cam tâm làm người đứng ngoài ngơ ngác khi nhìn Sarah Garden hay là giáo đoàn The Apollo thực hiện những kế hoạch riêng ảnh hưởng đến người vô tội. Vậy là bộ ba Alicia Pro cùng gián điệp Beta trong vai diễn viên Natsume cùng nhau lập thành tổ đội để tìm hiểu chân tướng về thế giới này. Thánh vật đã bị hủy diệt cùng tất cả mọi thứ. Giả thuyết của Epsilon cùng Alpha có vẻ đã đúng khi ngầm xác nhận Aurora chính là ma nhân The Apollo. Gamma cùng Nu sau khi biết tại nơi này có dầu hỏa thì cô cũng quyết định mua lại bất động sản nơi đây và mở thương hội tái sinh nơi này thành đô thị đứng đầu đế quốc Vegastar. Alicia đã kể lại sự việc ở thí luyện nữ cho vương tỷ Arik nghe. Họ muốn điều tra thánh giáo để hiểu sâu nhưng mà bệ hạ lại là người thuộc chủ nghĩa hòa bình. Khi không có bằng chứng cụ thể, ông ta sẽ không xuất binh làm ảnh hưởng quan hệ của vương quốc với thánh giáo đoàn. Lễ hội kiếm thuật Bushin năm nay, Iris muốn tiếp tục tham gia dù cô đã vô địch năm ngoái. Nếu có thể tiếp tục vô địch, cô sẽ được lòng dân và bệ hạ sẽ tin tưởng vào năng lực của cô hơn và cho phép Iris có quyền hành binh lực nhiều hơn. Công chúa Iris cho rằng Shadow Garden đang nắm giữ cổ vật nào đó nên là chúng mới có sức mạnh được như vậy. Nếu họ phá đám lễ hội Bushin thì cả Shadow Garden hay là giáo đoàn Diabolo đều là kẻ thù của vương quốc. Tập 15. Lễ hội Bushin là nơi quy tụ nhiều ma kiếm sĩ khắp nơi. Đây quả là một dịp để ngôi sao diễn viên hạng A thể hiện tài năng. Để làm được vậy, Shiro đã được Gamma giúp đỡ bằng các công nghệ hiện đại để ổng có được một khuôn mặt cùng với vóc dáng chuẩn mà khi người ta nhìn vào thì sẽ nhận ra đây chỉ là một thằng thất bại. Coi cái thân xác mới của nó kìa, đúng kiểu như mấy cái clip tôi hay coi là ngôi sao thể thao giả dạng mấy ông già đi hành mấy thằng chẩu ngoài phố vậy đó. Con cô gái trong bộ giáp này tên là Enora Fusionet, là một trong tất kiếm sứ Beretta. Cũng là người trong thí luyện nữ lần trước đợt của Shiro gọi ra được chiến sĩ cổ đại. Với chiến tích đó thì khi nhìn Shiro trong bộ dạng mới này, bả liền mỉa mai. Thôi ông chú ở nhà đi, vô đây đánh đấm chúng nó hành cho ra bả bây giờ. Shiro chỉ phán lại là đừng có nhìn mặt bắt hình dong nha con quỷ nhỏ. Hết bà này tới cái thằng cha chột mắt Winton nhắc nhở xem thường tiếp. Sau đó hắn còn tặng cho Shiro một đấm. Nhìn đòn tấn công của tên này thì quá nhiều sơ hở. Nhưng đã là một diễn viên ăn vô máu rồi nên là Shiro tiếp tục ăn đòn để cả thiên hạ xem thường cậu. Tụi bay đợi đó, vô giải tao cho từng thằng đi xa. Tên mà Shiro đăng ký tham gia đại hội chính là Mr. Mutanaman, tạm dịch là thằng đàn ông tầm thường. Chiều đó, Bro tình cờ gặp được Shiro trên phố, cô đã tâm sự với cậu về chuyện của mình. Vô cha tính giới thiệu cô với hôn phu tên là Toem Ketsuha. Ở vương quốc Oriana, địa vị ma kiếm sĩ không được coi trọng, nhưng cô từng được một người đeo mặt nạ cứu mạng bằng những đường kiếm mê hoặc nên là từ đó cô xem ma kiếm sĩ là lý tưởng bản thân. Mà nhìn cái tên cuốn mạng sao giống cái thằng diễn viên hạng A ghê vậy đó. Shiro đã ủng hộ và đặt niềm tin vào Bro, mong rằng cô sẽ giải quyết được chuyện gia đình và vương quốc của mình. Trở lại với đại hội thì màn thi đấu nào có thằng cha Mr. Mudaneman thì đối thủ tự động lăn ra bất tỉnh mà không ai kịp thấy gì. Thế là thiên hạ cứ cho rằng cái tên này chỉ là một tên ăn hên. Sáng hôm sau, Hiro đã chạy tới báo tin cho Shiro rằng Bro đã đâm hôn phu cho em Ketsuhat và bỏ trốn. Tập 16, cả Natsume cùng Alicia đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Bro. Thế nên là Alicia quyết tìm cho bằng được Ro để hỏi chuyện vì cô không tin đồng đội mình lại hành sự vô cớ. Khi chuẩn bị thay đổi hình dạng để ra sân cho trận tiếp theo, Shiro đã gặp được một cô gái giống với Alpha và bả tên là Patrick. Có vẻ như còn nhiều vấn đề phía sau đang chuẩn bị chờ đón chúng ta đấy. Quay trở lại với trận chiến của Mr. Mudane hay là Mr. Mudan gì đó cùng với Gordon Mã Vàng. Tên này đã tham gia nhiều lần vào cuộc thi và được mệnh danh là thần thoại bất bại. Nhưng theo Enro thì hắn chỉ đánh với những ai hắn cho là yếu hơn mình, còn gặp đối thủ mạnh như trận trước gặp bả thì hắn bỏ cuộc, bảo sao được gọi là bất bại. Trận này, Goro không đầu hàng có nghĩa là hắn đánh giá sức mạnh của Mutano yếu hơn. Điều này có nghĩa là thằng kia nó diễn quá đỉnh rồi nên là đối thủ đánh giá sai thực lực. Trận chiến này, Goro chỉ cần bẻ cổ, ưỡn vai là có thể né được các đòn tấn công tưởng chừng như vũ bão của Goro. Winton nghe Enro thuật lại động tác của Mutano còn tưởng con nhỏ này nói giỡn với mình. Gondo tiếp tục dùng full ma lực, ta sẽ giết ngươi khi dám giỡn cợt với vua thất bại, ta sẽ hát xì. Thế là trận chiến kết thúc với người thắng cuộc là Mudaman. Còn nó xàm xí đế chưa? Về phía vương quốc Oriana, Harik đã đến để tìm hiểu tình hình cùng nhà vua và Toem.
Tên hôn phu này có gì đó mờ ám và luôn chế giễu khi không cần sức mạnh từ vương quốc Midgar của Arith. Vừa phải tham gia cuộc thi Bushin, vừa phải chạy đến đây để lo chuyện bao đồng, hắn ngỏ ý không cần Arith và Midgar nhúng tay vào. Sắc mặt nhà vua thì mệt mỏi sờ sệt như bị điều khiển, chỉ luôn miệng nói câu là mọi chuyện cứ theo ý của Troem. Phía bên đại hội, Mr. Mudamer tiếp tục thắng đối thủ một cách hời hợt nhạt nhẽo. Nhưng vô tận vòng sâu trong này, khán giả bắt đầu có niềm tin để cá độ vào một tên vô danh sẽ làm nên chuyện vẻ vang trong trận đua này. 87. Kiếp trước, Shiro từng dành thời gian để chơi piano nhằm tránh xa các mối quan hệ, rồi chả suy nghĩ đến viễn cảnh chúa tể ngồi chơi piano dưới ánh trăng cũng không có tội lắm. Đi được một hồi thì nghe được giai điệu quen thuộc từ piano, bước vào thì ra là bà Epsilon cũng đang dùng những gì thằng chả chỉ để biểu diễn chuyên nghiệp. Tính ra là hết Gamma đến Beta, giờ thêm cái bà này toàn học từ ổng mà thành tài, hay nói đúng hơn là mấy bà kia toàn đạo ý tưởng. Tình cờ thằng chả cũng thấy được một cây piano cơ ở đây, chắc là tính làm gì nữa đây nè, ngài chúa tể diễn viên. Alessia cùng Beta đang xuống dưới đường hầm bên dưới vương đô để tìm Ro vì có tin công chúa đang ở lẫn trốn dưới này. Có điều đường đi dưới đây là một mê cung, bà Alessia còn không biết có thuộc map hay không mà cứ dắt vào như đúng rồi. Chính điều này làm cho Beta do dự vì cô sẽ không đặt bản thân mình vào những điều không chắc chắn. Mà thôi, lỡ làm nhiệm vụ kết thân với cái đội này rồi thì liều đi theo con nhỏ này thử vậy. Ro đang lên cơn đầu khi ngực của cô có thứ gì đó giống như với đợt Alpha khi nhỏ. Cô nhớ lại lúc đó khi diện kiến cha, sắc thái cùng tinh thần của nhà vua không được minh mẫn, có dấu hiệu bị dùng thuốc khống chế. Tên đô em cùng các thần cận kế bên thì nở một nụ cười nham hiểm. Không giữ được bình tĩnh, Ro đã lao vào tấn công đô em và bọn chúng đồng thanh nói cô đã làm phản. Thế là binh lính lao vào nhưng Ro đã trốn thoát được khỏi đó. Đô em nói rằng nếu cô không chịu đầu hàng trước khi lễ hội Bushin kết thúc thì hắn sẽ khiến cho nhà vua giết chết sứ giả của nước khác. Tại không gian đen tối này, một giai điệu du dương cùng ánh sáng dịu nhẹ trong cơn đau giữa ngực Ro đã gặp được Saro. Cô vẫn còn nhiều thứ để bảo vệ, những mục tiêu cần hoàn thiện. Cô không cam tâm chết tại đây. Vì ý chí đó, Saro tại đây sẽ ban cho người sức mạnh. Sức mạnh đó đã làm cho vết thương của Ro biến mất. Vết thương đó rất giống với những người từng là vật thí nghiệm của thứ luyện nữ. Chúng ta sẽ hiểu sâu hơn về vấn đề này ở các tập sau. Saro đã biến mất tức thời và một đội quân của giáo đoàn Theopolo xuất hiện. Với những gì vừa có, tất cả sau đó chỉ còn lại là một cơn mưa đỏ. Alessia cùng Beta cũng tìm thấy Ro thông qua tiếng đàn khi nãy. Ro không muốn Alessia xen vào chuyện đất nước của mình vì sợ cô bé liên lụy. Nhưng mục tiêu lập đội lần trước của cô chính là không muốn bản thân mình là kẻ ngoài cuộc sau những sự kiện đen tối diễn ra. Chính vì thế giữa họ đã nảy ra một trận giao đấu. Chỉ thấy ít sau, Ro đã ẵm cô bé trên tay giao lại cho Natsume. Tập 18. Khi về phòng thì Shiro đã gặp lại được một người quen đời cậu từ sáng đến giờ không ai khác chính là bà chị Clara. Thế là chị bóp của em trên giường theo đúng nghĩa bóng vì cái tội thằng quỷ nhỏ này không thèm theo bà về thăm nhà mùa hè vừa rồi. Để chuộc tội, bà bắt thằng nhỏ cầm vé VIP đến đại hội Bushin xem bà thi đấu. Ro đã dọn hết đồ đạc và ẩn đi nơi khác chỉ để lại tập tài liệu về các doanh nghiệp trọng yếu cũng như là đoàn thể tôn giáo của vương quốc Oriana cho Alessia xem. Cái vé mà bà chị Clara cho thằng em quá ư là báo luôn á, ngôi kế công chúa Arith. Qua đó, Arith cũng xin lỗi Shido về vụ việc tra khảo cậu trong sự kiện Alessia bị bắt cóc lần trước. Đúng là bà chị báo à, muốn ở ẩn rồi lôi đầu lên đây toàn người có chức cao còn được đích thân công chúa xin lỗi. Kiểu này không khéo ngày mai cả vương quốc biết mình là ai luôn quá. Trong đại hội lần này, Arith cực kỳ để ý đến Enoro. Bên cạnh đó, có một người rất mạnh từng vô địch giải Wuxin lần đầu tiên chính là kiếm thánh thuộc tộc El, được mệnh danh là võ thần Patrick. Còn khi được hỏi Mr. Muda là ai thì bà không có biết. Coi như là quá trình ẩn danh của thằng Shiro đã thành công khi mà tiến sâu vô trong giải đấu bằng sự mờ nhạt này. Tên Doem cũng đến ngồi cạnh Arith. Mục đích của hắn là để điều tra năng lực các thí sinh tại đây để xem sắp tới có kẻ nào dị biệt sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn hay không. Trận chiến giữa Metamodern cùng Enoro đã diễn ra. Cô bé tất kiếm từ đầu luôn trân trọng với đối thủ không khinh suất sau những gì mà chứng kiến khi thấy thằng diễn viên hạng A thi đấu. Để chủ động, Enoro lao tới với đường kiếm sắc nhọn nhưng đã bị đỡ lại. Lập tức nhát thứ hai từ trên bổ xuống vẫn bị đỡ. Đó chỉ là tàn ảnh thôi bé em ơi. Muda thoát ra sau và tặng một nhát bay lên rồi bay lên tặng một nhát cho xuống lại. Enoro đánh không được mà thủ cũng đi toan. Thế là đã có kẻ thắng cuộc. Mudaman là người bước tiếp vào vòng sau để đối đầu với công chúa Arith. Doem đã lệnh cho thuộc hạ điều tra về Muran vì nghi ngờ cậu ta là người của thế giới ngầm có thể sẽ làm kế hoạch của hắn bị ảnh hưởng. 89. Từ nhỏ công chúa Arith đã tài giỏi hơn người khi đánh bại được ngài đội trưởng trong một chiêu. Sự hiện diện của cô mang lại niềm tin cho người dân và sự an toàn. Nhưng có thể vì là con gái, cô không thể đan xen vào quá nhiều vấn đề binh lực cũng như là được sự ủy nhiệm của quốc vương cho các vấn đề xuyên quốc gia, như việc cô không được đồng ý cho tự điều tra chuyên sâu về giáo thánh sau vụ việc vừa rồi.
Chiến thắng trong giải lần này rất quan trọng để cô củng cố thực lực cho người dân cùng quốc vương tin tưởng. Trở lại hàng ghế các khách VIP hôm nay có cả Beatrice do Aric mời tới. Hỏi tới thì bà nói là bà chỉ để ý đến thằng Sido vì nhân vật này sẽ mạnh trong tương lai. Ông thần diễn viên ngồi kế bên thì chỉ biết là thôi, nói bớt lại đi bà nội cho tôi một phút bình yên. Roem tìm một thứ thuốc có mùi đặc trưng vào quốc vương nước Orianna để điều khiển ông ta. Hắn dự định cùng quốc vương đến xem đại hội Bushin và nhân lúc Aric thi đấu sẽ để hai quốc vương tàn sát nhau. Lực lượng từ giáo đoàn Theopolo cũng đã được tăng cường đề phòng Metamodern làm loạn, nhưng không ngờ ở đây còn có cả võ thần Beatrice, nên là hắn ta sẽ cân nhắc xử lý cả hai người này trước. Trận đấu quyết định giữa Aric cùng Metamodern đã tới. Hiệp sĩ đoàn cùng người dân đặt rất nhiều niềm tin vào cô. Khi vừa hô xong chữ bắt đầu, Aric đã bị chém bay cổ cả tóc. Tốc độ này là tốc độ lật mặt như viewer của AL khi kêu ra clip nhanh tới lúc đăng clip thì không ai xem, quá buồn. Nói chứ thật ra là Aric chỉ vừa cảm nhận được mình bị chém chứ chưa hề bị chém. Tiếp đó, cô liên tục bị ảo giác này khiến cho bản thân dè chừng và sợ sệt. Ro tuy bị chi nã nhưng mà đã đột nhập vào được gần hàng ghế của quốc vương. Các quân lính của giáo đoàn Theopolo đều đã bị giết sạch. Đó là do Shadow Garden đã hành động để giúp cho Ro một phần. Trở về trận đấu, dù sợ hãi nhưng mà những tiếng la hét cùng với ánh mắt nghi ngờ từ người dân, Aric buộc phải tiếp tục tiến tới. Cô cường hóa mà lật xông vào, nhưng từ lúc nào Metamodern đã thoát ra sau, tay không đỡ kiếm, nắm chặt cổ và nhấn Aric xuống mặt đất. Lập tức lưỡi kiếm đã kề cổ cô trong sự bất lực từ công chúa. Ro đã xuất hiện trước đức vua Orianna, cô nói ra ý nguyện và con đường của mình là thành ma kiếm sĩ. Dù bị điều khiển nhưng mà quốc vương vẫn nở được nụ cười và nói ta tha thứ cho con. Chính câu nói này đã giúp cho ý định của Ro thêm rõ ràng và lao thẳng tới đâm mũi kiếm xuyên thẳng nhà vua. Đoạn này mình không hiểu là sao bả làm vậy, chắc là đức vua bị điều khiển sức khỏe đã yếu nên là giết chết là cách giải thoát mà Ro có thể làm. Ngay sau đó, công chúa của vương quốc Orianna định tự tử để đền mạng với cha, thì màn kịch này đã tới khúc hay để ngôi sao diễn viên hạng A Hollywood Shadow chúa tể bóng tối tham chiến, Mr. Moderna phá tung cửa sổ đón ánh mặt trời, tiêu diệt vài tên giáo đoàn dùng Ro luôn. Qua đường kiếm đó, cô lập tức nhận ra là cậu chính là người cứu cô khỏi bọn đạo tặc khi nhỏ, với biệt danh là kẻ diệt đạo tặc phong cách. Ê, cái con nhỏ kia đang định giới thiệu ta là Shadow chúa tể bóng tối mà nhảy vô họng người ta nói kẻ diệt đạo tặc gì ở đây vậy hả? Shadow nói cuộc chiến của Ro vẫn chưa kết thúc, lập tức cô đã bỏ chạy. Toàn quân của giáo đoàn của Roem đã bị Shadow Garden tiêu diệt toàn bộ. Còn Shadow đã có một vị khách kế bên tiếp đón, không ai khác chính là võ thần Beatrice. Trận chiến của bóng tối mang kịch hay giờ mới bắt đầu. Tập 20, trận đánh của hai kẻ mạnh nhất đã khởi tranh nhưng mà không có phải. Ngay cả Beatrice cũng phải phòng thủ tới tấp. Cô chỉ có thể phản ứng kịp lúc Shadow tấn công, bấy nhiêu đó cũng không đủ lợi thế để đứng vững trước sự uy hùng này của hắn ta. Với lòng thù hận và sự tác oái bên trong lãnh thổ vương quốc Midgard, Aric cùng tham chiến với món cổ vật trong tay, một thanh kiếm chém ra lửa, hỏa lực từ nó là có đó, mà chém kiểu đó thì với chúa tể bóng tối chỉ như bọn trẻ rành diễn xiếc. Sau một đòn công lực từ Aric, Shadow bị đẩy vào một giàn giáo. Vừa lúc đó, Beatrice cũng lao tới để tấn công từ hai hướng, nhưng mà đẩy nó vô cái giàn giáo này là bậy rồi. Sau bao nhiêu tập, từ tập 1 đến tập cuối của mùa 1 thì anh hùng Saban lại có được hai cây Saban trong tay của mình. Mỗi tay đỡ một bé, chế độ song xà bèn kích hoạt. Hai cô gái hợp lực không thể hạ được hắn ta. Điều duy nhất làm họ nhớ tới chính là câu nói liệu các ngươi có đủ đặc biệt để ta lưu vào ký ức hay chăng. Càng thù hận, Aric càng lao tới nhưng mà chỉ nhận phải sát thương của Shadow. Một tay chặn đường kiếm của Beatrice, một tay hất văng Aric. Sức mạnh này người ta gọi là sức mạnh chuyển sinh, chứ người bình thường không có ai mạnh như vậy hết á. Dù Beatrice đã dùng ma lực chọt thẳng mũi kiếm tới cùng tốc độ thoáng chớp, ấy vậy mà hắn ta, tên chúa tể này, đã hạ đô ván cả hai nằm sắp lên nhau. Aric tức giận cho rằng từ giờ cả cái vương quốc này sẽ là kẻ thù của ngươi Shadow, liệu ngươi sẽ chạy được bao lâu? Nghe cái bà Aric nói xong khiến cái thằng này nó nực cười. Nó cười như thế này nè. Chạy? Chấm hỏi. Chạy đi đâu? Chấm hỏi. Nhìn xem tao có giống mấy cái thằng đang chạy không, hai con nhỏ kia. Giờ chơi ra điểm, cuộc dạo chơi tới đây nên kết thúc rồi. Loài người tầm thường các ngươi sẽ được xem sức mạnh của ma thần nghiêng nát đại địa, xuyên thủng thiên không. Hãy thưởng thức chiêu thức tối thượng, tối cường vô song của ta. I am. Ê, thế nhưng mà lần này là chỉ là sự dạo chơi của Shadow, vì sau đó không có vụ nổ nào được xảy ra. Cả hai có thể hiểu được là hắn đã tha mạng cho mình. Chính vì sự sỉ nhục này, Aric càng căm tức bản thân khi mà cô đã vô dụng thế nào trước thực thể siêu nhiên mang tên là Shadow đó. Sherry ở nơi xa sau khi đọc được sự kiện tại Midgard càng căm phẫn Shadow hơn. Liệu sẽ có cuộc trả thù lớn nào từ hiểu lầm vốn không đáng có từ người chị này dành cho Shido? Doem đã rút lui về báo cáo với một kẻ bí ẩn của giáo đoàn Triabolo. Chúng sẽ trở lại cho kế hoạch khác vì tên Doem vẫn tự tin còn điều khiển được hoàng tộc.
Patrick rời đi khi không tìm được đứa cháu tộc Elf giống mình, Harry sẽ không ngừng tiến tới sau thất bại vừa rồi. Ro đã gia nhập Shadow Garden theo lựa chọn từ Alpha cho cô. Chỉ như thế, Ro mới chứng minh được thực lực và gián tiếp bảo vệ được vương quốc Orianna. Từ giờ, cô sẽ không còn thân phận hay là tên gọi cũng như ký ức gì cả. Cô sẽ được gọi với biệt danh là 666. Plumpara là người sẽ huấn luyện cho cô. Tập 1. Tổ chức Shadow Garden đang bàn luận với nhau về các vấn đề có liên quan đến giáo hội Diablo. Dạo gần đây, có một sự kiện đang chuyển biến thất thường tại thành phố Vô Pháp. Dòng tiền đổ vào nơi đây đột nhiên tăng lên đáng kể chỉ trong thời gian ngắn. Sid đã đánh hơi được có mùi gì đó bất ổn trong sự kiện này, nhưng các cô nàng thất ảnh lại hiểu lầm rằng ý nó là ngửi thấy mùi cơ thể của tụi này. Diễn viên hạng A muốn được đích thân đi điều tra thành phố Vô Pháp. Các thuộc hạ tỏ ra rất lo lắng khi mà chủ nhân một mình xông vào mặt trận, nhưng họ không thể làm gì hơn ngoài việc chấp hành mệnh lệnh. Đối với các thành viên trong Shadow Garden thì mệnh lệnh của ngài là tuyệt đối. Chỉ cần ngài muốn làm gì thì cũng không ai được cãi lệnh. Chuyển bối cảnh sang tháp đỏ, đây là nơi mà nữ hoàng máu ở và cô ấy cũng là một trong ba kẻ cai trị thành phố Vô Pháp. Tháp đỏ đáng sợ đến nỗi là không ai dám bước chân đến gần bởi vì tất cả người dân đều sợ sẽ biến thành ngạ quỷ nếu mà dám bén mảng đến gần nơi ở của nữ hoàng máu. Có hai hiệp sĩ không biết tự lượng sức mình đã mạo hiểm đến nơi này, cả hai đã bị tên bảo vệ đứng trước cổng chặn lại. Trước đây, hắn cũng từng là kẻ đến thách thức nữ hoàng máu nhưng mà còn chưa kịp đặt chân vào bên trong mà đã bị cướp đi một bên tay. Bạch Ác Ma từng tung hoành ngang dọc năm xưa, giờ đây chỉ còn là tên bảo vệ đứng gác cổng cho tháp đỏ. Bất kể ai muốn bước vào trong đều phải vượt qua Bạch Ác Ma trước rồi hẳn tính. Nói rồi hai bên xông vào đánh đấm quyết liệt với nhau. Sáng hôm sau, Sid cùng chị gái đã đi đến thành phố Vô Pháp. Đáng lẽ là ngài cũng không muốn đi cùng với các chị đâu, mà tại nhỏ này nó ép dữ quá nên là đành lết theo mà thôi. Claire dự định sẽ dùng mối quan hệ của mình để tìm cho em trai một công việc danh giá trong hội hiệp sĩ, nên mới bắt Sido, hay là nãy giờ mình gọi là Sid á, cùng đi theo đến thành phố Vô Pháp. Trên đường đi, cả hai đã được một tên môi giới chào mời hai tên nô lệ mà hắn vừa thu gom được. Nhìn mặt hai tên nô lệ này hình như thấy quen quen thì phải. Bọn nó là hai tên hiệp sĩ dám xông vào tháp đỏ ngày hôm qua nè chứ đâu. Nhìn tụi nó thương tích đầy người là hiểu hôm qua bị Bạch Ác Ma bán hành ngập mồm rồi nè. Mới quảnh mặt đi một tí mà ngài diễn viên hạng A đã đi lạc đường. Sido liên tục bị những tên vô lại trong thành phố móc túi. Nhưng chuyện đó chỉ là trò mèo với cậu ta. Sido chỉ cần dùng Slam để lấy lại ví của mình nhân tiện thu gom luôn chút ít đồng bạc lẻ của những kẻ vô lại. Cậu tình cơ bắt gặp cảnh tượng một ngà quỷ bị con người đánh hội đồng trong con hẻm vắng. Điểm đáng nói ở đây là khi mặt trăng hóa đỏ thì tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Tên ngạ quỷ bỗng chốc trở nên điên cuồng cắn xé những người đang tấn công mình. Bất kỳ ai bị ngạ quỷ cắn đều sẽ trở thành ngạ quỷ. Nếu những tên này tiếp tục điên cuồng tấn công người dân trong thành phố thì một trận đại dịch sẽ diễn ra trên diện rộng. Sido đang mãi đắn đo rằng có nên đơm tụi nó hay không, hay là ngoảnh mặt làm ngơ, thì một nữ thợ săn Macaron đã xuất hiện phía sau cậu. Cô ấy nhanh chóng giải quyết hết những tên ngạ quỷ xung quanh, đồng thời cảnh báo cho Sido hãy rời khỏi đây trước khi đại họa ập tới. Cuộc bạo loạn đã bắt đầu, mặt trăng đã hóa đỏ, không còn thời gian nữa. Vừa nói xong mấy câu ngầu lòi này là thợ săn Macaron cũng lập tức rời đi. Hai thằng bạn của Sido giờ đây cũng đã đặt chân đến thành phố Vô Pháp. Hai thanh niên FA có ý định tìm mấy chị gái xinh tươi để được mất zin, nhưng mà nào ngờ đâu lại đến đúng thời điểm dịch bệnh ngạ quỷ đang bùng phát khắp nơi. Một cô gái bán hoa cũng gặp cảnh hoạn nạn khi mà ông chú mà cô ấy vừa phục vụ đã biến thành ngạ quỷ. Ngay thời khắc sinh tử ấy thì chúa tể bóng tối xuất hiện cứu mỹ nhân cực kỳ là khu ngầu. Saro cũng không quên lặp lại những lời mà mình nghe được từ nữ thợ săn Macaron. Cuộc bạo loạn đã bắt đầu, mặt trăng đã hóa đỏ, không còn thời gian nữa. Claire lúc này đang ôm chặt lấy một cái xác bất động. Cô ấy tưởng rằng đây là em mình là khóc nức nở cả lên. Nó đóng cảnh xúc động một hồi rồi mới nhận ra rằng là em mình mắt đen chứ có phải mắt xanh đâu. Thằng này là thằng nào vậy trời? Tở sang ma đã đến và bảo rằng khi nãy có nhìn thấy hai người đàn ông rất giống với em trai của Claire. Một thằng thì là cười nham hiểm khi đối mặt với lũ ngạ quỷ. Còn một thằng thì bị bắt về tháp đỏ để hồi sinh nữ hoàng máu. Claire nghĩ rằng thằng em bất tài của mình chắc chắn sẽ sợ tè ra quần khi gặp lũ ngạ quỷ nên là loại thằng thứ nhất đi. Chắc chắn người bị bắt đến tháp đỏ mới là Sido. Thợ săn Macaron và Claire đều có chung ý định là đến tháp đỏ nên là họ đã phối hợp với nhau tiêu diệt hết lũ ngạ quỷ cản đường. Thành phố hiện giờ cũng đã trở nên hỗn loạn vì ngạ quỷ liên tục xuất hiện ở nhiều nơi tấn công người dân. Các Macaron đã trở về lâu đài để báo cáo với Rimson rằng mọi việc đều diễn ra theo đúng kế hoạch.
chỉ có điều là vài kẻ đang phản kháng rất dữ dội. Trong số đó có chủ nhân tháp đen Juggernaut và chủ nhân tháp trắng Yukime. Tuy cả hai thủ lĩnh đều đang ra sức chém giết lũ ngạ quỷ nhưng họ không hề có ý định phối hợp với nhau. Shadow cũng đã xuất hiện ngay khi cả đám kéo đến trước cửa tháp đỏ. Tập 2. Bạch Ác Ma đứng từ xa để chứng kiến toàn bộ cảnh tượng thảm khốc do chủ nhân tháp đen và tháp trắng gây ra. Juggernaut còn dùng một đao chém tan cái cổng được làm từ báu vật trước khi bước vào nơi ở của nữ hoàng máu. Với sức mạnh khủng khiếp đó thì bố cha thằng ghét cổng nào dám thó mặt ra thách thức luôn đấy chứ. Chứ đừng kể đến là Bạch Ác Ma. Quay đi quay lại một hồi thì Bạch Ác Ma nhận xét rằng Shadow là người yếu nhất trong ba kẻ có mặt ở đây. Hắn vừa định xông lên thỏa mãn cơn khát máu của mình thì xoẹt một cái. Cánh tay còn lại cũng bị cắt lìa, cơ thể thì bị chia làm nhiều khúc. Claire và tờ Sang Ma đã đột nhập được vào bên trong tháp đỏ. Hai cô nàng cũng vô tình bắt gặp các thành viên trong Shadow Garden cũng đang có mặt ở đây. Beta nhận ra nữ kiếm sĩ kia chính là chị gái của chủ nhân nên là không thể đả thương cô ấy được. Mà dù sao đi nữa thì Beta cũng không cần làm điều đó. Nhiệm vụ của họ đến đây là để điều tra về nguồn gốc của Macaron và quỷ ám. Hai thứ này vốn dĩ là một nhưng trải qua nhiều thế hệ nên là dòng máu ấy đã dần thay đổi. Beta cũng đã nhận ra tờ xăng Macaron chính là người được lưu truyền từ hàng ngàn năm trước. Chắc hẳn cô ấy cũng biết được về kế hoạch vùng đất bình yên từng được triển khai năm xưa. Mary cảm thấy khó chịu khi mà nghe ba chữ vùng đất bình yên được thốt lên. Tờ xăng Macaron đã lẳng lặng rời đi và không đề cập đến vấn đề này nữa. Claire đã cố gắng hỏi thêm thông tin nhưng mà Mary không hề có ý định trả lời. Trong lúc cả hai đang tranh cãi, họ nghe thấy nhiều tiếng động lớn nổ ra gần đó. Khi đến gần mới biết được rằng bạo quân Juggernaut đang giao chiến với các Macaron. Ngay cả người mạnh thứ ba trong hàng ngũ Macaron cũng đã bị chủ nhân tháp đen tiêu diệt một cách dễ dàng. Ba cô nàng kia vì không muốn chạm trán với con quái vật này nên đã chủ động im lặng rút lui. Nhưng tiếc rằng Juggernaut đã phát hiện ra sự hiện diện của họ. Claire còn chưa kịp phản kháng mà đã ăn phải một đấm văng xuống tầng dưới. Cô Marie thì dính luôn một đau khiến cơ thể gần như là không thể di chuyển được. Claire định chạy lại hỏi thăm và chữa trị nhưng mà chắc là mấy cái đó không cần đâu. Marie chỉ yêu cầu là cho cô ấy một ít máu mà hình như là cách hai đứa nó lấy máu của nó hơi sai sai thì phải. Sau khi đã có lượng máu cần thiết thì các vết thương trên người thợ săn ma sẽ tự khắc bình phục và sức mạnh cũng được tăng lên. Bạo quân tháp đen tiếp tục quét mặt đất thành nhiều mảnh về phía hai cô nàng. Đứng trước thời khắc sinh tử đó, chúa tể bóng đêm nhẹ nhàng đáp lên thanh kiếm của gã quái vật. Cậu tung cú sút khiến cho Juggernaut bị hất văng ra khỏi tháp đỏ chỉ trong một chiêu. Diễn viên hạng A cũng không quên lặp lại câu nói khôn ngầu mình học được cho hai cô nàng nghe. Tính ra chủ nhân của câu nói này đang đứng trước mặt nó luôn á, mà nó làm như là đúng rồi vậy á. Marie kể lại rằng, hơn 1.000 năm về trước là thời đại của Macaron. Thời đại đó đã chấm dứt khi mà con người biết điểm yếu của Macaron là không tiếp xúc được với ánh sáng mặt trời và khi tim bị đâm xuyên bởi cọc. Nữ hoàng máu đã có ý nguyện muốn con người và Macaron cùng chung sống với nhau. Kế hoạch đó được biết đến với cái tên là vùng đất bình yên. Các Macaron sẽ dừng uống máu và họ đã có thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Tuy vậy nhưng mà năng lực của họ cũng đồng thời bị biến mất. Hầu hết tất cả Macaron đều làm theo lệnh của nữ hoàng và đã có thể cùng chung sống với loài người. Nhưng riêng nữ hoàng là không thể. Mặc dù đã dừng uống máu nhưng mà cơn khát vẫn luôn hành hạ cô ấy. Một ngày nọ, Rimson đã lén để cho Elizabeth uống máu và rồi cô ấy trở nên mất kiểm soát. Đó cũng là ngày nữ hoàng máu tàn sát hết tất cả. Mảnh đất bình yên cũng vì thế mà sụp đổ. Sau sự kiện đó, nữ hoàng máu đã tự kết liễu đời mình để chuộc tội, nhưng mà cơ thể cô ấy không hóa thành tro như những Macaron khác. Marie đã phải canh gác xác của nữ hoàng trong suốt thời gian dài. Rimson lại xuất hiện và cướp lấy xác của Elizabeth đi. Hắn âm mưu hồi sinh nữ hoàng và khiến cho đại họa năm xưa tái diễn một lần nữa. Trở lên đỉnh của tòa tháp, Rimson đã hiến tế xác của một nam nhân để kế hoạch của hắn hoàn thành. Đúng lúc này, Shadow cũng xuất hiện và giáng thẳng một đường kiếm vô cùng uy lực, nhấn chìm mọi thứ trong cát bụi. Tập 3. Chỉ mới nhiêu đó mà Rimson đã chịu không nổi rồi lăn quay ra chết. Shadow cứ tưởng rằng đỉnh tòa tháp là nơi của chùm cuối đang ở nên là mới tìm đến đây. Vậy mà cuối cùng chẳng đánh đấm được gì ra trò mà đối phương đã không còn nữa. Cậu dự định rời đi để tìm kẻ địch mới mạnh hơn. Lúc Claire và Marie đến nơi thì nữ hoàng máu đã gần như được hồi sinh. Claire vì không đề phòng nên đã bị trọng thương sau khi nhận phải một đòn tấn công của Elizabeth. Nữ hoàng vừa hút được một chút máu từ nạn nhân là các thành viên trong Shadow Garden liền kéo đến giải nguy cho Claire. Nào là đâm kiếm vào đỉnh đầu rồi còn chảm luôn nữ hoàng nhưng mà những cách làm này đều không có tác dụng.
cơ thể Elizabeth lại tự phục hồi các vết thương dù cho nó có nặng đến mức nào đi chăng nữa. Bạo quân cũng xông đến tấn công dữ dội nhưng mà kết quả cuối cùng vẫn không thay đổi. Nữ hoàng bắt đầu tạo ra cơn mưa máu giáng xuống chiến trường khiến tất cả mọi người nằm trong tầm ảnh hưởng của nó đều sẽ bị đả thương nghiêm trọng. Máu chảy ra từ các vết thương sẽ bay về phía nữ hoàng và hồi phục lại sức mạnh cho cô ấy. Nếu sự việc cứ tiếp tục diễn ra thế này thì thảm họa năm xưa sẽ lặp lại một lần nữa. Sức mạnh của Elizabeth đã làm căn bệnh quỷ ám tái phát trong cơ thể các thành viên Shadow Garden. Claire cũng là một trong số những người chịu ảnh hưởng. Trong lúc đang chịu những cơn đau quằn quại, cô ấy để nhớ về lúc mình từng được điều trị bởi phù thủy tai ương. Aurora giải thích rằng cơ thể Claire đã tự thích nghi với hai dòng máu đang chảy trong người cô ấy. Do nữ kiếm sĩ chưa thể kiểm soát được sức mạnh vượt trội này nên một ngày nào đó, quỷ ám sẽ lại tái phát một lần nữa. Claire còn rất nhiều điều muốn hỏi nhưng mà đã đến lúc thức giấc. Aurora đã xuất hiện trên chiến trường để thế chỗ cho thân xác của Claire. Phù thủy tai ương có thể điều khiển máu để phản kháng lại những đợt sóng tấn công của Elizabeth. Phải nói là cuộc chiến giữa hai cô nàng này đúng là ngang tài ngang sức. Đến khi Aurora định dùng đến tuyệt kỹ I am Ultimate thì biến cố mới xảy ra. Do cơ thể của cô ấy không chịu nổi sức ép của chiêu này nên đã tự làm mình bị tổn thương. Nhiệm vụ câu giờ coi như là đã hoàn thành rồi đấy, tiếp đến thì để diễn viên hạng A ra mặt thôi nào. Shadow đã dùng slam của mình để chống đỡ trước cơn mưa máu hủy diệt của kẻ địch. Beta thắc mắc rằng tại sao chủ nhân lại không lao đến đánh trực diện mà phải thu mình phòng thủ như thế kia. Quan sát kỹ thì mới thấy được rằng Shadow đang dùng slam để bảo vệ cho mọi người. Beta đã rất xúc động khi mà chứng kiến cảnh tượng ngài chủ nhân ra sức bảo vệ đồng đội, nhưng mà sự thật nào có phải vậy đâu. Cái thằng diễn viên này nó ra sức nó bảo vệ cái mớ tiền mà nó vừa đá được của người ta chứ có tốt lành gì đâu mà. Cơn mưa vừa dứt là Shadow liền dịch chuyển áp sát mục tiêu. Một người cầm gươm đen còn một người cầm lưỡi hái máu. Hai người tung ra những đường quyền phải nói là đẹp tựa như trên vẽ. Thứ duy nhất mà khán giả có thể chứng kiến là hai vệt sáng bay tốc độ trên không trung lao vào nhau chí chóe. Thời khắc quyết định đã điểm, Shadow tận dụng cơ hội tung ra chiêu thức đảo ngược mọi thứ, Recover Ultimate. Làn sóng sức mạnh nhanh chóng lan ra khắp thành phố khiến cho người dân bị biến thành ngạ quỷ trở lại bình thường. Các vết thương trên người những thành viên Shadow Garden cũng đồng thời được chữa trị. Đây mới là khởi đầu mới cho kế hoạch vùng đất bình yên mà nữ hoàng máu từng mong ước. Sự việc kết thúc, hai chị em Shadow và Claire cũng phải rời khỏi thành phố vô pháp. Riêng Claire thì vẫn còn trăn trở về sức mạnh khủng khiếp đang ẩn sâu trong người. Shadow hiểu được chị mình đang phải âm thầm chịu đựng điều gì nhưng mà cậu không nhắc lại những chuyện đã xảy ra. Shadow chỉ nói rằng sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ cho chị gái. Có lẽ những lời nói đơn giản đó cũng đã đủ để xoa dịu nỗi đau trong lòng thiếu nữ mới lớn. Ở đâu đó, Mary cùng với Elizabeth đang lẳng lặng đứng nhìn thế giới đẹp đẽ mà họ từng mong ước xây dựng nên. Tập 4, một đám cướp đang ăn hiếp vài cô gái trong thương hội Mitsugoshi. Lý do là vì họ đã làm ảnh hưởng đến việc buôn bán của ông Gator. Lão ta vốn là người có tiếng trong giới thương gia mà lại đi cấu kết với đám côn đồ làm ra những việc dơ bẩn này. Nhiều đó thông tin thu thập được đã đủ rồi, mọi người không cần phải giả vờ đóng kịch nữa. Những cô gái đang bị ăn hiếp không phải là thường dân mà họ là thành viên trong Shadow Garden. Mục đích cho vở kịch hôm nay chỉ là để thu thập thêm thông tin về nhân vật bí ẩn mang tên là Gator đang thao túng thị trường trong thời điểm hiện tại. Hôm sau, Shadow đã khoác lên mình một chiếc mặt nạ mới và lấy cho mình bí danh là John Smith để bí mật hành động trong thời gian tới. Tiếp đến, cậu ta đã gặp Yukima để tìm hiểu những chuyện đã xảy ra trong thành phố. Thời gian gần đây, Hiệp hội Thương gia đã âm thầm tổ chức một cuộc họp. Bọn họ đã thiết lập ra một mạng lưới nhằm chống lại Mitsugoshi. Yukima muốn nhân dịp Hiệp hội Thương gia và Mitsugoshi đấu đá lẫn nhau để trục lợi thâu tóm mọi thứ. Mối lo sợ hiện giờ là gã cận vệ đứng sau Gator. Hắn được mệnh danh là quỷ kiếm Gaton. John Mead cũng đã có dự định cho riêng mình. Cậu ta quyết định là hủy diệt tất cả mọi thứ rồi sau đó xây dựng lại từ đầu. Không chỉ Hiệp hội Thương gia mà các cửa hàng cũng muốn cạnh tranh trước sự bành trướng dữ dội của thương hội Mitsugoshi. Nếu những cửa hàng xung quanh cứ tiếp tục hạ giá để chèn ép Mitsugoshi, thì sớm muộn gì, thương hội do Alpha dày công lập nên cũng sẽ sụp đổ. Đó chính là lý do khiến cho Shadow quyết định lấy bí danh mới là John Smith để tạm thời tách ra khỏi tổ chức Shadow Garden. Cậu ta dự định rằng sẽ hủy diệt tất cả rồi sau đó tái thiết lập lại thương hội Mitsugoshi. Shadow đã từng kể cho mọi người nghe về hệ thống ngân hàng và tiền tệ từng tồn tại ở kiếp trước. Cậu không ngờ rằng chỉ với nhiều đó kiến thức mà các cô nàng trong thức ảnh đã tạo nên cả một đế chế ngân hàng đồ sộ. Tiền giấy cũng bắt đầu được thông hành và sử dụng rộng rãi ở khắp nơi. Bởi vì sự phát triển kinh tế đang xảy ra quá nhanh nên là các thương gia sẽ đem vàng đến để đổi lấy mớ tiền này.
Ý nghĩa của những tờ tiền giống như là chứng nhận để đổi lấy vàng. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu như thương nhân đem tiền quay trở lại đổi vàng mà ngân hàng không có đủ vàng để trả lại? John và Yukime đã nghĩ ra một kế hoạch là cho lưu hành tiền giả trên thị trường. Khi tiền giả lẫn lộn với tiền thật thì người dân sẽ thi nhau đi đổi lại vàng. Những tờ tiền do Mitsubishi và Hiệp hội Thương gia phát hành sẽ không còn giá trị nữa. John và Yukime chỉ cần đi trước một bước là đã có thể thâu tóm hết số vàng của hai phe kia về cho mình. Tin tức nhóm cung đồ bị sát hại đã đến tai quỷ kiếm Getan. Lần này, hắn âm mưu phái tứ diệp hung mạnh đi để khám phá bí mật của thương hội Mitsubishi. Trong khi đó, Sado cùng với Delta đã đột nhập vào kho chứa tiền bí mật của Hiệp hội Thương gia bên dưới lòng đất. Tất cả các tên cận vệ đều đã bị bé Delta xử trảm không nhân từ. Một trong số chúng đã nhận ra Delta chính là em gái của mình. Hắn đã cầu xin để em gái có thể tha mạng, nhưng mà đáng tiếc là nhỏ Delta nó vô tình giải quyết luôn thằng cha. Gia đình của tộc người thú là tàn nhẫn như thế đấy, chỉ có sức mạnh mới quyết định được sống còn trong gia tộc họ. Yukime chắc có lẽ là người duy nhất trong tộc thú nhân có suy nghĩ uyên thâm, còn mấy đứa khác thì chắc là giống Delta rồi đấy. Tập 5, những cô nàng thất ảnh không hề hay biết đến kế hoạch mà ngài Sado đang triển khai. Họ vẫn nghĩ rằng đế chế tiền tệ mình vừa thiết lập nên đang phát triển rất tốt. Alpha cũng không quên dặn dò cho những người khác đề cao cảnh giác. Họ không thể để lộ bí mật thương hội Mitsubishi có liên quan đến tổ chức Shadow Garden được. Nu đột nhiên bước vào phòng và thông báo cho Alpha biết việc có vài kẻ lạ mặt đã xâm nhập vào bên trong thương hội. Không cần nói thì mọi người cũng đoán được rằng đó là những tên do Hiệp hội Thương gia phái đến quấy rối. Gamma đã dẫn theo một vài chị em đi lo liệu kẻ địch. Mấy tên xâm nhập do chưa biết mình đang đối đầu với ai nên là mồm vẫn đang gáy dữ lắm á. Nhất Diệp vừa thấy đối thủ là con gái liền xông lên tấn công không nhân từ, nhưng mà đòn đánh của hắn ta chỉ có thể khiến cho bé Gamma phải rên lên u già một cách hết sức là kiêu tè. Đánh tay không chẳng xi nhê nên là Nhất Diệp lôi vũ khí ra đánh luôn, mà không ngờ là vũ khí chạm vào người Gamma cũng bị móp méo chứ chẳng thể nào làm bé nó bị tổn thương được. Gamma nhớ lại lời ngài từng chỉ dạy là cô ấy có một chỉ số sức mạnh rất khủng khiếp, nên cứ mỗi khi gặp nạn là chỉ cần dồn hết sức đánh địch là thắng rồi. Gamma làm đúng theo lời sách giáo khoa, dồn hết công lực vào một đòn duy nhất, nhưng không ngờ là bé nó lại bắp chân té sấp mặt xuống đất. Cũng may là thanh kiếm trong tay đã kịp ném đi về phía gã đột nhập và kết quả là đùng một phát. Nhất Diệp chỉ còn là một cái tên được khắc trên bia mộ. Liên tiếp là những thất bại đã làm Getan trở nên phẫn nộ. Hắn không thể nào đoán ra được phe Mitsubishi bao gồm những thành viên như thế nào mà lại có thể tiêu diệt hết các thuộc hạ quỷ kiếm phái đi như thế. Trong cơn giận, Getan chợt nhớ về hình ảnh đã xảy ra trong quá khứ. Khi đó, có một gã che mặt nạ đã đánh bại Getan cay đắng. Hắn ước rằng mình có được sức mạnh vô lý đó thì mọi chuyện giờ đây đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Yukime đã phái thuộc hạ đến thông báo cho John biết rằng họ đã tìm ra nơi thích hợp để bắt đầu sản xuất tiền giả hàng loạt. Sản phẩm được cho ra cũng đã vượt ngoài mong đợi, thậm chí nhìn tiền giả còn giống hơn là tiền thật do thương hội phát hành. Ngày hôm sau, số lượng tiền giả khổng lồ đã được lan truyền đi khắp nơi. Thông tin này phần nào cũng khiến cho các cô nàng ở Mitsubishi trở nên lo lắng vì chắc chắn họ cũng sẽ bị ảnh hưởng phần nào đó. Getan sau khi nghe tin tiền giả đã len lỏi trên khắp các con phố thì hắn lại không lo sợ mà là bất ngờ. Từ đầu tên này đã có kế hoạch cho lưu hành tiền giả để cùng lúc lật đổ cả Mitsubishi và Hiệp hội Thương gia. Nhưng có kẻ nào đó đã đi trước hắn một bước. Nếu tình hình cứ tiếp tục diễn ra thế này thì toàn bộ khối lượng vàng có giá trị sẽ trôi về phía John và Yukime. Alpha đã phái vài number đi tìm hiểu về nguồn gốc xuất xứ của tiền giả. Và tất nhiên thứ đang chờ đợi họ chính là nhân vật mang bí danh John Mitch. Khi các number vừa đặt chân lên con tàu chứa tiền giả là liền bị John dùng tơ cường hóa khống chế lại hết. Không cần phải giải thích nhiều cũng đủ hiểu rằng sức mạnh giữa John và các cô nàng number chênh lệch quá lớn. Diễn viên hạng A chỉ cần đóng tròn vai ác nhân đánh bại hết các thành viên trong Mitsubishi là họ không thể tìm hiểu sâu hơn về số lượng tiền giả đó được nữa. Tập 6, Alpha tiếp tục phái thêm Delta đi làm nhiệm vụ trừ khử John. Cô nàng thú nhân này trông cũng khá mạnh đấy chứ. Cuộc giao chiến giữa Delta và diễn viên hạng A dữ dội đến mức là phá tan cả một toa tàu. John đã dùng dây tơ kéo hết các mảnh vỡ lại đè lên người nữ thú nhân. Đến đây thì không cần đánh đấm gì nữa. Khu giác nhạy bén để giúp Delta nhận ra người đang đứng trước mặt mình chính là ngài chủ nhân Sarah. Tuy anh ta đã thay đổi bí danh nhưng mà mùi trên cơ thể thì không cách nào thay đổi được. Do phải nói chuyện với một cô bé vô tri nên Sarah chỉ đành dùng cách vô tri để dụ nó. Ngài chủ nhân đã dặn Delta không được tiết lộ thân phận của mình cho Alpha biết. Tạm thời, nữ thú nhân sẽ đi làm một nhiệm vụ khác ở thành phố vô pháp. Cô ấy có thể trở về khi kế hoạch tiền giả này kết thúc. Hôm sau, diễn viên hạng A trở về với thân phận là Shadow của mình.
Beta đã đến báo cáo chuyện tiền giả đang lưu hành và việc đó đang gây ảnh hưởng ít nhiều đến Mitsugoshi. Tội nghiệp mấy em gái này thì đến giờ tụi nó vẫn chưa thể biết được rằng là cái thằng chủ mưu của vở kịch này lại chính là chủ nhân của mình. Soro nghe xong báo cáo thì cũng chỉ làm ngơ thôi, tại nó là thủ phạm gây ra mà. Trước khi rời đi, cậu đã để lại một tờ mật mã cho Beta phiên dịch. Soro nói rằng hãy dịch tờ giấy này để các chị em có thể hiểu được đầu đuôi mọi chuyện. Tối đó, khi Soro trở về làm Jonmic thì Alpha đã tìm đến. Cuộc chiến chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà Alpha đã nhận ra người đứng trước mặt mình chính là ngài chủ nhân, bởi vì các đòn pháp và lối di chuyển quá quen thuộc à. Alpha có quá nhiều câu hỏi cần lời giải đáp vào lúc này. Tại sao ngài lại lập ra kế hoạch làm ảnh hưởng đến Mitsugoshi? Tại sao ngài lại không nói chuyện này cho các chị em trong Shadow Garden biết? Và lúc này Delta đang ở đâu rồi hả? Diễn viên hạng A vẫn không giải thích bất cứ lời nào. Cậu ta chỉ vô tình hất văng thuộc hạ của mình ra khỏi con tàu rồi rời đi. Trải qua một khoảng thời gian sau khi tiền giả được lưu hành, toàn bộ vàng có giá trị của Hiệp hội Thương gia và Mitsugoshi đã bị John và Yukime thâu tóm về căn cứ bí mật. Trong lúc trò chuyện, Hồ Ly đã kể cho John nghe về lý do tại sao mình lại bắt đầu kế hoạch này. Nhiều năm về trước, khi mà thần Silva bị đánh bại, các tộc thú nhân đã trở nên hỗn loạn vì các trận chiến tranh giành quyền lực. Vì tộc Hồ Ly quá yếu đuối nên là họ đã liên minh với tộc sói thông qua một hôn lễ giữa công chúa và hoàng tử của hai phe. Getan và Yukime chính là nhân vật chính trong câu chuyện này. Nữ Hồ Ly đã từng chung sống với quỷ kiếm rất hạnh phúc cho đến khi Getan thay đổi. Hắn bắt cả làng phải sử dụng một loại thuốc gia tăng sức mạnh để tham gia chiến tranh. Những ai không tuân theo đều sẽ bị Getan xử tử. Yukime và mẹ cô ấy cũng là nạn nhân trong cuộc thảm sát đẫm máu năm đó. May mắn là nữ Hồ Ly vẫn còn sống. Cô ấy đã trải qua khoảng thời gian cực khổ để có được ngày hôm nay. Và giờ Yukime muốn tước đoạt mọi thứ trong tay chồng cũ để trả mối hận năm xưa. Tập 7. Người dân vì mất lòng tin vào những tờ tiền nên đã thi nhau đến ngân hàng đổi lại vàng. Mà giờ này số vàng đó đã bị Yukime và John thâu tóm hết rồi còn đâu nữa. Cả Mitsugoshi và Hiệp hội Thương gia đều không còn đủ vốn để thực hiện các giao dịch. Cả hai phe đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Gamma đã báo cáo tình hình khẩn cấp cho Alpha biết nhưng mà cô ấy không còn động lực gì để tiếp tục làm việc nữa. Alpha đã biết kẻ chủ mưu đằng sau số tiền giả đó chính là ngài chủ nhân. Chắc có lẽ ngài ấy đã không còn cần Shadow Garden nữa nên là mới lập nên kế hoạch lật đổ Mitsugoshi. Đang rối ren thì Nu xông vào báo cáo kết quả điều tra rằng Getan cũng có liên quan đến việc phát hành tiền giả. Lúc này Alpha mới nhận ra rằng ngài chủ nhân đã đoán trước mọi việc. Ngài đã chủ động tách khỏi Shadow Garden với bí danh là Jonmic để người dân không biết thương hội Mitsugoshi có liên quan đến tiền giả. Beta cũng đã phiên dịch xong tờ mật mã mà Shadow đưa hôm trước. Nội dung bên trong là vị trí toàn bộ số vàng đang được cất giữ. Hôm trước, Yukime đã nói với John rằng mục đích của cô ấy khi thực hiện kế hoạch này không phải là vì lợi nhuận. Điều đó có nghĩa là toàn bộ số vàng kia sẽ thuộc về diễn viên hạng A. Thanh niên hí ha hí hửng trở về căn cứ bí mật để gom lúa mà nào ngờ đâu lúc đến nơi chẳng thấy xu nào cả. Cùng lúc đó, các thuộc hạ của Yukime chạy đến báo tin rằng nữ hồ ly đang gặp nguy hiểm. Khi nãy, họ trông thấy Getan đang trên đường đi tìm Yukime. Sự trùng hợp này đã khiến diễn viên hạng A nghĩ rằng thủ phạm đã cướp toàn bộ số vàng chính là thằng cha quỷ kiếm. Phải lên đường đi tìm lại mớ lúa này mới được á. Getan đã sử dụng loại thuốc tăng trưởng sức mạnh để đánh bại Yukime. Lúc trước, hắn định ra tay kết liễu người vợ cũ thì John đã kịp thời xuất hiện ngăn cản. Cậu ta hỏi rằng thứ quý giá mà người đã cướp giờ đang ở đâu. Thế mà thanh niên kia lại hiểu nhầm rằng thứ quý giá đó chính là Yukime. Vậy là hai thằng đàn ông bắt đầu lao vào choảng nhau vì hai lý do hết sức là vô tri. Một người thì tưởng đối phương muốn cướp nữ hồ ly, còn người kia thì chỉ muốn có được số vàng bị mất tích. Getan nhanh chóng bị áp đảo bởi sức mạnh vô lý của John. Hắn đã nhận ra John chính là người che mặt từng đánh bại mình năm xưa. Trước lúc chết, Getan đã chấp nhận giao thứ quý giá nhất đời mình cho John, đó chính là cô gái ấy. Phải chi quỷ kiếm cũng mạnh mẽ vô đối thì hắn đã có thể bảo vệ Yukime và cả bộ tộc. Cuối cùng thì thứ hắn ta muốn có nhất trên đời này cũng chỉ là em thôi, Yukime. Còn về số vàng mất tích hiện giờ đang nằm trong tay của Shadow Garden. Họ đã lấy hết số vàng nhờ vào tờ mật mã do ngài chủ nhân để lại. Mitsugoshi cũng đã lấy lại được lòng tin từ dân chúng. Họ đem nguyên đống vàng ra show cho bàn dân thiên hạ xem thì các giao dịch sẽ lại thuận buồm xuôi gió. Diễn viên hạng A giờ này vẫn còn đang lo đào bới trong đống tuyết để tìm vàng. Vì trước khi chết, Getan đã bảo rằng hắn giao Yukime lại cho John mà trong tiếng Nhật, Yuki chính là tuyết. Shadow tưởng vàng được giấu trong tuyết nên là hí ha hí hụt bới tì mà. Đây đúng là chuyện tình cảm lạnh nhất mà tôi từng xem từ trước đến giờ mà. Tập 8. Hai đứa bạn thân của Shido đã tự ý vào nhà cậu và phát hiện ra trên bàn có để 6 tấm vé khách mời đặc biệt tham dự buổi khai trương xuống nước nóng.
Hai thanh niên FA nhanh trí đá luôn mấy tấm vé rồi mời mấy chị Miner sinh tươi trong thương hội Mitsubishi đi cùng. Mấy cô nàng thất ảnh cứ tưởng rằng đây là nhiệm vụ do ngài chủ nhân bí mật đưa ra, nên là tụi nó tổ chức cuộc họp bàn luận vấn đề giải quyết luôn mới ghê chứ. Cái số nước nóng mà sắp được khai trương là cũng do mấy cái bà thất ảnh này xây dựng lên à. Vài tháng trước, trong lúc làm nhiệm vụ truy sát, cái địch đã nói rằng sẽ không giao nước mắt ròng cho Shadow Garden. Ngài chủ tịch liền ra lệnh cho thất ảnh đào tung chỗ này lên để khám phá thứ mà cái địch đang giấu giếm. Cuối cùng là tụi nó đào được mạch nước ngầm rồi sau đó là xây dựng luôn cái suối nước nóng à. Rồi, giờ quay lại vụ mấy cái vé nè. Nếu ngài chủ nhân thực sự có tham gia dự buổi khai trương sắp tới thì ngài sẽ đi cùng với hai thằng mê gái kia. Có 6 vé mời, vậy là còn 3 vé để cho mấy đứa thất ảnh tham gia. Nghe đến đây là đứa nào đứa nấy đều muốn đi làm nhiệm vụ. Trong đầu tụi nó quyết tâm là phải được đi tắm suối nước nóng cùng với ngài chủ tịch mới được ấy. Giành nhau cho đã rồi rốt cuộc Shadow đâu có xuất hiện đâu. Thấy toàn là hai thằng bạn FA làm màu làm mè để cua gái không thôi à. Nhóm thức ảnh vẫn chưa thôi nghi ngờ. Bọn họ sợ rằng ngài chủ nhân vẫn còn có ẩn ý nào khác khi mà mời mọi người tham gia khai trương suối nước nóng. Nhóm thức ảnh suy luận rằng điểm mấu chốt ở đây chính là nước mắt rồng. Ngày xưa vùng đất này có một cô công chúa làm bạn với loài rồng. Khi chiến tranh nổ ra, cô công chúa đó đã bị hàng vạn binh lính tấn công. Công chúa đã rơi lệ và cả con rồng cũng vậy. Những giọt nước mắt nóng bỏng đó đã nuốt chửng cả vương quốc. Lúc công chúa tỉnh dậy thì các vết thương đã không còn nữa và cả người bạn long tộc kia cũng biến mất. Đó là câu chuyện truyền thuyết kể về nước mắt rồng mà người dân thường hay truyền tai nhau. Trong lúc mấy cô nàng đang mãi suy luận thì hai cái thằng FA kia định trèo tường dòm lén. Beta chỉ cần bấm nút xả khí độc là hai thằng đó đã không thể thực hiện được ý đồ đen tối nữa. Tình cờ hơn là khí độc đã làm những giọt nước mắt rơi ra. Chỉ trong một khoảnh khắc thôi nhưng mà nhóm thức ảnh đã cảm nhận được có thứ gì đó đã phản ứng với sức mạnh dữ dội. Mọi người tiếp tục tiến hành thử nghiệm trên người Beta vì cô nàng này cũng là công chúa. Chọn nó làm vật thí nghiệm thì hợp lý hơn là dùng hai cái thằng mẹ gái kia. Khúc lấy nước mắt này hơi nhạy cảm nên là các bạn vào web xem để hiểu chi tiết hơn nghe. Những giọt nước mắt của Beta thực sự đã khiến cho nguồn sức mạnh bí ẩn đó hiện nguyên hình. Nhóm thức ảnh lập tức mặc trang phục vào để ứng phó. Alpha với cú chém đầy uy lực đã khiến cho con rồng nước tan biến hoàn toàn. Sau đó, những giọt nước mắt lấp lánh từ cơ thể nó bắn ra khắp nơi. Đây là nước suối có khả năng xoa dịu các vết thương cũng như là làm cho mọi người trở nên thư giãn. Linh hồn của con rồng đã bay đến lau nước mắt cho Beta trước khi nó trở về trời. Tập 9. Sau sự kiện tiền giả, Shiro đã một mình đi chu du khắp nơi để nhìn lại cuộc đời mình. Từ trước đến giờ cậu luôn đóng giả vai một chúa tể bóng đêm, nhưng mà cậu vẫn còn cảm thấy bản thân vẫn còn thiếu thứ gì đó không thể giải thích được. Tổ chức Shadow Garden đã phái vài thuộc hạ đi thăm dò hành tung của giáo phái Diablo. Trong số các thành viên tham gia nhiệm vụ còn có Ro Oriana. Cô nàng này là công chúa của vương quốc Oriana. Mọi người cảm thấy không hài lòng lắm khi mà Ro được đích thân Shadow ban cho sức mạnh. Ở trong tổ chức chỉ có những ai thuộc thất ảnh mới có được đặc quyền đó. Tuy nhận được sức mạnh nhưng mà Ro lại quá yếu đuối. Các thành viên trong tổ chức cho rằng cô ấy không xứng đáng nhận được đặc quyền từ chủ nhân. Trở về vấn đề chính lúc này, các Number đang theo dõi những thành viên trong giáo phái Diablo. Bọn chúng đang tập trung để thực hiện một nghi thức lễ gì đó trông rất là mờ ám. Ai mà có xem qua phần 1 thì chắc cũng đã thấy cảnh tượng này từng xảy ra rồi đấy. Điều đáng ngờ là hoàng hậu của vương quốc Oriana cũng xuất hiện. Dòng máu hoàng tộc của bà ta đã giúp cho giáo phái Diablo mở phong ấn lấy chiếc chìa khóa cực kỳ quan trọng. 666 đã tự mình thay đổi kế hoạch. Cô ấy yêu cầu mọi người phải xông lên giết sạch cái địch rồi đoạt lại chìa khóa mà chúng vừa có được. Ro đã ngăn cản 666 vào phút chót vì mục tiêu bị nhắm đến chính là mẹ cô ấy. Xung đột nội bộ đã tạo cơ hội cho các Chiron thế hệ đầu tiên kịp thời kéo đến. Các Number bắt buộc phải rút lui bỏ mặc phía sau là cô gái phản bội và chìa khóa quan trọng. Nu đã báo cáo những việc xảy ra cho Gamma biết. Mục đích của họ khi gây náo loạn trong thời gian qua là để dụ tên nhân vật ma kiếm Monres xuất hiện. Hắn là hiệp sĩ bàn tròn hạng chính trong giáo phái. Tổ chức Shadow Garden nghi ngờ Monres đang âm thầm đứng trong bóng tối để chi phối vương quốc Oriana. Kể từ lúc quốc vương bị Ro sát hại, đất nước đã chia thành hai thế lực là đảng Toem và đảng chống Toem. Vì sự tranh giành của hai thế lực này mà cuộc sống của người dân mới trở nên cơ cực và nghèo khó. Shiro đã vẽ sẵn trong đầu mình một kế hoạch cực kỳ viên mãn, đó là giúp Ro trở thành vua mới bình định đất nước. Cậu sẽ làm chúa tể bóng tối lẩn khuất trong bóng tối giúp đỡ tân vương. Còn đang mãi mộng tưởng về vở kịch đẹp như trong mơ do chính tay vẽ nên thì bỗng nhiên xuất hiện vài tên giang hồ đến chỗ Shiro đòi tiền bảo kê. Do bà chủ quán đang gặp khó khăn tài chính nên là đám ác ôn này cứ làm khó làm dễ cô ấy.
Diễn viên hạng A đành phải đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân và kết quả là bị tụi nó đấm cho một trận không chịu phép nào. Thằng này nó thích diễn cảnh bị ăn hành ghê luôn á. Bà chủ quán đề nghị được miễn phí tiền trọ cho Shiro, xem như đó là phần thưởng cho công lao giúp đỡ của cậu. Buổi sáng giả bộ đủ rồi, tối đến là lúc Shiro xuất hiện trả món nợ với mấy cái tên thu tiền bảo kê này. Cậu đi giết hết những kẻ đó và lấy tiền của chúng để trả lại cho những chủ quán đang gặp khó khăn. Ở mặt trận khác, các number đang tàn sát những thành viên trong giáo phái Diablo. Do số lượng quân địch quá đông nên là sức mạnh của 666 đã tiêu hao rất nhiều. Cô ấy không còn đủ sức để tiêu diệt tên mạnh nhất phe địch được nữa. Đúng lúc đó, ngài Shiro đã xuất hiện và ban sức mạnh của mình cho các bề tôi. 666 bỗng trở nên mạnh mẽ một cách dữ dội, chỉ trong một đòn đã có thể cắt đối phương thành nhiều mảnh. Vết thương trên người các number cũng đã được chữa trị hoàn toàn sau khi nhận được sức mạnh của ngài chúa tể bóng đêm. 666 đã kể lại việc Crow đã phản bội tổ chức cho Shadow biết. Cô ta chỉ nói rằng đích thân mình sẽ đi lo liệu việc liên quan đến Crow. Mọi người không cần phải lo lắng về việc đó nữa. Tập 10. Trên đường đi đến cung điện, Shido vô tình gặp được người quen cũ là Epsilon. Cô nàng này có tài năng về nghệ thuật nên là giới quý tộc rất xem trọng cô ta. Sẵn dịp này nên Shido cũng đã có thể đi cùng với Epsilon vào trong cung điện với tư cách là khách mời. Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ cho đến khi công tước Doem xuất hiện. Ngài ấy bảo rằng những ai không có giấy phép sẽ không được vào bên trong cung điện. Cho dù có đi chung với khách mời thì cũng không được vì dạo gần đây xuất hiện rất nhiều kẻ muốn hành thích hoàng tộc. Doem đã đề nghị Shido hãy chơi thử một bản nhạc để chứng tỏ tài năng của mình. Nếu thực sự cậu ấy chơi nhạc hay thì ngài Doem sẽ đặt cách cho Shido được ở lại cung điện. Tất cả mọi người trong khán phòng đều chết lặng khi tiếng đàn của Shido cất lên. Do âm nhạc ở thời đại này vẫn còn lỗi thời so với kiếp trước, Shiro sống nên là cậu dễ dàng chinh phục hết các khán giả bởi tài năng của mình. Thanh niên này cũng không quên trơ mớ vàng bạc châu báu của các quý tộc trong lúc đang biểu diễn. Chiếc nhẫn chìa khóa trong người Toem cũng đã bị lấy đi mà hắn ta không hề biết điều gì. Vậy là việc xuất hiện trong cung điện đã được hợp thức hóa. Shiro mau chóng tìm đường đến phòng Gro để hỏi thăm cô ấy. Công chúa cũng rất vui mừng vì giờ phút này có thể gặp được người mà cô tin tưởng. Diễn viên hạng A đã hỏi công chúa rằng tại sao lại quyết định cưới Toem. Chẳng phải chị ấy giết cha mình là để lên làm vua hay sao? Ro nói rằng cô ấy có nỗi khổ của riêng mình và xin Shido hãy quên cô ấy đi. Toem đã lấy mạng sống của hoàng hậu ra để đe dọa công chúa. Hắn đe dọa Ro phải cưới mình nếu không hoàng hậu sẽ bị sát hại. Chính vì thế nên là công chúa mới chấp nhận lấy một tên vô lại như là Toem. Đất nước Orianna có một truyền thuyết kể về bông hồng đen hủy diệt. Trong quá khứ, nơi đây từng bị hơn 10 vạn quân xâm lược, nhưng chỉ trong một đêm mà 10 vạn quân đó đã bị bông hồng đen quét sạch, không còn một ai. Epsilon nghi ngờ rằng chìa khóa mà giáo phái lấy được vài hôm trước chính là điểm mấu chốt để giải phóng bông hồng đen một lần nữa. Nếu kế hoạch của chúng thành công, thì không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong thời gian tới. Doem chính là tay sai của nhân vật ma kiếm. Lễ kết hôn với công chúa cũng là kế hoạch do Morag lập nên bởi vì chúng muốn được kế thừa dòng máu của hoàng tộc. Chỉ cần kế hoạch này hoàn thành thì bông hồng đen sẽ nằm trong sự kiểm soát của giáo phái. Tập 11. Hôm sau, Shiro đã đi tìm để giải cứu hoàng hậu nhưng cậu không ngờ rằng thứ đang đập vào mắt mình chính là cảnh tượng khó có thể chấp nhận được. Hoàng hậu hiện giờ đang gian díu với cái tên Doem. Cả hai người họ đều muốn lợi dụng công chúa tiến hành đám cưới thôi chứ chả tốt lành gì. Vậy là mọi chuyện đã rõ ràng. Chiều đến, diễn viên hạng A xuất hiện ở chỗ Ro với thân phận là Shadow. Cậu đưa cô công chúa đến chỗ hoàng hậu để Ro có thể tự mình nhìn nhận được những gì đang xảy ra lúc này. Ro đã bật khóc khi chứng kiến người mà cô ấy thương yêu lại trong vòng tay kẻ địch. Điều kinh tởm đó đã làm cho Ro nôn mửa đến mức là bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên mà cô ấy nghe được chính là tiếng đàn của Shiro. Âm thanh nhẹ nhàng đó đã làm cho Ro quên đi hết tất cả những phiền muộn đang đè nén trong lòng. Cô đã phải tự tay giết cha mình và bị cả nước xem như là kẻ phản bội. Nhưng chỉ có bản thân Ro mới biết được đâu mới là điều đúng đắn. Trước khi rời đi, Shiro đã để lại chiếc nhẫn chìa khóa cho Ro tự định đoạt cuộc đời mình. Ngày kết hôn đã đến, lúc này Toem mới nhận ra rằng chiếc nhẫn không còn nằm trong tay mình nữa. Khi hắn còn đang mãi loay hoay tìm kiếm báu vật thì Ro đã tuyên bố từ chối kết hôn với một kẻ vô lại. Đồng thời cô ấy cũng tố cáo Toem chính là người phản bội vương quốc Orianna. Chính hắn và hoàng hậu đã âm mưu chi phối quốc vương. Ngay lúc này, một luồng ánh sáng bất ngờ xuất hiện. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của nhà vua hiện lên trước mắt tất cả người dân. Ông ấy nói rằng bản thân ngày càng trở nên suy yếu không rõ lý do. Nếu quốc vương chết thì ông nguyện giao ngôi vị này lại cho con gái của mình là Ro. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì cầu mong người dân cũng hãy tin tưởng vào tân vương bởi vì đó là tia hy vọng duy nhất giúp cho Orianna có thể hồi sinh trở lại. Đoạn video đó chính là lời cáo buộc hướng về phía Doem và hoàng hậu. Morag cảm thấy không thể sử dụng hai quân tốt thí này nữa nên là đã sát hại đôi tình nhân này.
Dù sao thì buổi lễ kế thừa chiếc nhẫn cũng đã kết thúc, nhưng việc ma kiếm đã nhân cơ hội để tiến hành kế hoạch mà giáo phái đề ra, đó chính là giải phóng hoa hồng đen. Một không gian khác dường như được mở ra giữa bầu trời ngay sau đó, đây chính là truyền thuyết từng hủy diệt hơn 10 vạn tinh binh chỉ trong một đêm. Con rồng hủy diệt chỉ cần bắn một tia năng lượng càn quét về phía vương quốc thôi cũng đủ để nhấn chìm tất cả trong biển lửa. Ngay lúc bữa tiệc máu bắt đầu, đột nhiên một cánh tay của con quái vật bị cắt lìa khỏi cơ thể. Người tung ra đòn tấn công ác liệt đó không ai khác ngoài diễn viên hạng A của chúng ta, chúa tể bóng tối, anh hùng Xà Beng. Tập 12. Không chỉ một mà rất nhiều quái vật đã đồng loạt xuất hiện trên bầu trời. Tổ chức Shadow Garden cũng kéo đến tham chiến. Trong khi ngài chủ nhân đang giải quyết con rồng khổng lồ thì Ro đã nhanh chóng rời đi để giải cứu những người dân đang gặp nạn trong thành phố. Nhưng việc ma kiếm đã tung ra một đường kiếm vô hình về phía hai cô nàng trong tổ chức Shadow Garden. Hắn cố tình ra vẻ vậy thôi chứ hầu hết là đều nhờ vào trang bị huyền thoại đánh cắp được từ người khác. Tên hiệp sĩ bàn tròn này chẳng là cái thá gì nếu mà không có thần khí trong tay. Monred chỉ vừa kịp giao lưu vài đường cơ bản mà đã bị mấy cô nàng kia đánh cho lên bờ xuống ruộng. Hắn vẫn rất tự tin vì đằng sau vẫn có vũ khí bí mật là con rồng bất bại trên bầu trời. Hiệp sĩ bàn tròn đã kể cho mọi người nghe kế hoạch của giáo phái vì hắn nghĩ dù sao đám này cũng sẽ bị con rồng tiêu diệt. Hắn kể rằng có rất nhiều thế giới song song tồn tại ở ngoài kia, ví dụ như thế giới băng rồi thế giới lửa này nọ các kiểu. Mỗi nơi đều có sự sống khác biệt và sức mạnh khác biệt. Điểm chung giữa các thế giới là chúng xoay quanh một vật thể trung tâm đến giờ vẫn chưa thể xác định được. Khi các thế giới va chạm vào nhau sẽ là lúc cổng kết nối xuất hiện. Giáo phái Diablo đã điều tra và phát hiện ra việc trước đây con người không hề có ma lực. Thời điểm sức mạnh này xuất hiện trùng khớp với thời điểm thế giới này va chạm với ma giới. Khủng long vì không thể thích nghi được nên đã tuyệt diệt. Con người sau đó đã lên nắm quyền thống trị mọi thứ. Đó cũng chỉ là một trong số rất nhiều bí ẩn chưa có lời giải đáp. Giả sử thế giới này tiếp tục va chạm với thế giới khác một lần nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu con người có bị xóa sổ giống như loài khủng long hay không? Đó cũng là điều mà giáo phái Diablo đang nghiên cứu. Nhiều năm về trước, bông hồng đen đã quét sạch hàng vạn tinh binh xâm lược Orianna, nhưng nó cũng kéo theo hệ quả là rất nhiều quái vật đã xuất hiện rồi tấn công nơi này. Giáo phái Diablo đã giúp đỡ đóng cánh cửa dịch chuyển đó lại, sau đó giáo phái yêu cầu quốc vương phải giao con gái của mình cho họ. Quốc vương vì không muốn Ro rơi vào tay giáo phái nên đã không chấp nhận lời đề nghị đó. Cũng vì thế mà Monred mới lập nên kế hoạch thao túng cả đất nước Orianna. Hắn vừa kể đến đây mà con rồng đã bị xé tan thành nhiều mảnh. Đây vốn là sinh vật huyền thoại mà, chỉ cần mất một chút thời gian thôi là Shadow đã có thể tiễn nó về cát bụi rồi. Monred không chấp nhận thất bại nên đã lao đến ăn thịt con quái vật. Nguồn sức mạnh bí ẩn khiến cơ thể hắn ta biến đổi cùng với năng lượng dồi dào. Đáng lẽ hắn nên rời đi trước khi đưa ra sự lựa chọn sai lầm, đó là dám thách đấu chùm cuối. Shadow và Monred giao chiến nảy lửa đến mức là kéo nhau ra đến tận vũ trụ. Diễn viên hạng A công nhận hôm nay là chơi rất vui nên đã ban cho đối thủ một phần thưởng trước khi chết. Chiêu thức tuyệt kỹ siêu hạng lần nữa được thi triển trước mắt mọi người. I am Ottoman. Vụ nổ cực đại từ nó nhanh chóng xóa sổ mọi thứ nằm trong tầm ảnh hưởng. Monred cũng không phải là ngoại lệ. Đến đây, mọi người đừng tưởng là kết thúc rồi nghe, vì đột nhiên một cổng dịch chuyển khác lại được mở ra kéo Shadow vào bên trong. Trở về thành phố Nhật Bản thời hiện đại, nơi này giờ đây chỉ còn là đống đổ nát. Nishino, cô rộc, bước đi trên con đường vắng. Hằng ngày cô ấy vẫn nhớ về chàng trai có nhan sắc trung bình, học lực cũng trung bình và vận động cũng trung bình. Vì không đề phòng nên cô học sinh đã bị hai kẻ lạ mặt bắt cóc một cách dễ dàng. Xem đến đây là tôi thấy y chang khúc mở đầu của phần 1 rồi đó nha. Thằng Sado lại bất ngờ xuất hiện đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân một lần nữa. Khi này, không dùng Xà Beng nữa rồi, mà dùng luôn phép thuật cho nó lẹ. Cái kết mở này thì chắc là sẽ có Season 3 rồi đó, nhưng mà tôi không biết là khi nào mới công chiếu thôi. Do Season 2 mới vừa ra mắt đây thôi nên là mọi người chuẩn bị tinh thần chờ từ 1 đến 2 năm để xem nhà sản xuất có thông báo gì hay không à. Tôi cũng hóng bộ này lắm luôn á, giờ mới có thời gian làm cho mọi người xem nè. Hy vọng là các bạn đã có những giây phút thư giãn khi mà đến với kênh của tụi mình nha. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần tới.